Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 78. Lãnh bảo chủ trấn an mọi người, các vị đừng sợ. Ta đã điều tra rõ, mục tiêu của bang huyết lang không phải Tam Ưng Bảo mà là kho báu Lôi Vân. Kho báu Lôi Vân? Chuyện này không thể nào, có thật là nơi tọa hóa của Lôi Vân Tử ở quận Kỳ Liêm không? Chẳng lẽ đây không phải truyền thuyết ư? Năm đó có rất nhiều nhân tài của thế lực cấp bậc bá chủ gần như lật tung cả quận Kỳ Liêm, nhưng chẳng tìm được gì. Thật khó tin, dù cho Lôi Vân Tử thật sự tọa hóa ở quận Kỳ Liêm, làm sao bang huyết lang lại biết được địa điểm? Mọi người vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt cực kỳ chấn động, trong mắt rất nhiều người giữ chức vụ cao cũng đầy nghi hoặc. Chính xác 100%, chuyện này không thể là giả. Ta và nhị bảo chủ đã bị thương trong tay tên huyết lang đó. Hắn ta có được một tấm bản đồ kho báu từ rất nhiều năm trước, cho đến gần đây mới giải được bí mật của bản đồ. Thấy mọi người không tin, hai cao thủ cảnh giới âm dương bên cạnh lãnh bảo chủ lên tiếng giải thích. Hai người bị thương rất nặng, mấy vết thương trên ngực rất dữ tợn, chảy máu đầm đìa, thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ nội tạng. Có thể tưởng tượng ra trận chiến vừa rồi tàn khốc đến mức nào. Ngay cả thời gian xử lý vết thương cũng không có. Ta biết về chuyện bản đồ kho báu, chỉ là không ngờ nó đã rơi vào tay huyết lang từ lâu, tiểu tử này giấu kỹ thật. Lãnh bảo chủ tức tối nói, sắc mặt hơi tái nhợt. Cách đó không xa, Lâm Nhất trầm tư suy nghĩ, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cao thủ của bang huyết lang đều đã xuất hiện nhưng lại chưa chịu ra tay, có lẽ là cố tình bày kế nghi binh. Đe dọa người của Tam Ưng Bảo khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó nhân cơ hội phái cao thủ hàng đầu đi phá giải kho báu của Lôi Vân Tử, độc chiếm bảo vật trong đó. Nếu hôm nay không có ba bảo chủ cùng nhau hành động, đánh đổi bằng hai người bị thương nặng thì có lẽ vẫn còn bị che giấu. Có điều, Lôi Vân Tử là cái quái gì? Lôi Vân Tử là ai? Thấy mọi người bàn tán hăng say, Lâm Nhất cảm thấy tò mò. Đối với người ở quận Kỳ Liêm, có lẽ từ lâu tên tuổi của Lôi Vân Tử đã như sấm vang bên tai, nhưng Lâm Nhất lại không biết. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, chắc hẳn kho báu Lôi Vân này có sức hấp dẫn rất lớn đối với họ. Lãnh bảo chủ nhìn lướt qua đám đông, lúc này mới phát hiện ra Lâm Nhất, ánh mắt chợt lóe, ông ta tạm thời kìm nén sự khó hiểu trong lòng, không ngờ tên cáo giả huyết lang đó lại luyện hóa hoàn toàn giáp viêm long. Ba người chúng ta không biết gì nên mới bị đánh bất ngờ, khó khăn lắm mới rút lui được. Nếu kho báu Lôi Vân bị họ lấy mất, có lẽ Tam Ưng Bảo chúng ta sẽ không được yên. Giáp Phiêm Long. Lâm Nhất suy tư, xem ra suy đoán trước đó là sai, bang huyết lang có thể đánh lại ba người nhóm lãnh bảo chủ là nhờ vào một chiếc bảo giáp, không phải là tu vi của họ. Hắn ta không có tu vi cảnh giới âm huyền đại thành. Nếu có tu vi này, khi kết hợp với bảo giáp, e rằng ba người nhóm lãnh bảo chủ sẽ không ai đi được. Dù sao cảnh giới âm huyền tiểu thành và đại thành cũng khác biệt một trời một vực, chênh lệch cực kỳ lớn. Nếu vậy thì, trong đầu Lâm Nhất nhanh chóng suy nghĩ, nếu thật là như vậy thì hắn cũng chưa chắc không thể có cơ hội. Nếu bang chủ bang huyết lang thật sự có tu vi cảnh giới âm dương đại thành, một mình Lâm Nhất chắc chắn không phải là đối thủ. Thậm chí còn khó có thể dễ dàng bỏ chạy trước người đông thế mạnh của đối phương. Như vậy hắn nhất định không thể nhúng tay vào vũng nước đục lần này, nhưng nếu không phải thì cũng không đáng sợ lắm. Vậy phải làm thế nào mới được đây? Mọi người thầm than khổ, nhưng trong mắt các cao thủ Tam Ưng Bảo lại có tia sáng lóe qua. Lúc trước ba người nhóm lãnh bảo chủ không biết đối phương đã luyện hóa hoàn toàn giáp viêm long, nếu bây giờ đã biết thì chưa chắc sẽ tiếp tục chịu thiệt lớn như thế. Hơn nữa, Tam Ưng Bảo cũng có rất nhiều cao thủ. Không lâu sau, mọi người đều nhất trí không chịu chắp tay dâng tặng kho báu Lôi Vân cho bang huyết lang. Nhưng họ cũng không thể coi thường đám người bang huyết lang đang bao vây bên ngoài Tam Ưng Bảo, vẫn phải để người ở lại phòng thủ. Về địa điểm của kho báu, họ cũng không cần bận tâm, cứ phái cao thủ hàng đầu bám theo huyết lang là được. Nếu kho báu đã nằm trong phạm vi thế lực của Tam Ưng Bảo, đám người này đừng hòng bỏ qua họ. Các cao thủ cảnh giới dương huyền của Tam Ưng Bảo nhanh chóng tập hợp, tạo thành một đội ngũ khá mạnh. Ba cao thủ cảnh giới dương huyền viên mãn, tám cao thủ cảnh giới dương huyền đại thành,
11 cao thủ cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành. Tính cả 3 người lãnh bảo chủ là tổng cộng 25 người. Lãnh bảo chủ, chúng ta nên xử trí người này thế nào đây ạ? Người trung niên áo tím Cố Phi lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trầm giọng hỏi. Trước đó tỏ ra ôn hòa với Lâm Nhất chỉ để làm hắn yên tâm tạm thời thôi, bây giờ cả 3 vị bảo chủ đều đã trở lại, bất cứ một trong 3 người đều có thể dễ dàng giết chết đối phương, đương nhiên không cần khách sáo. Giết đi, vừa rồi tiểu tử này ra tay rất tàn nhẫn. Lai lịch của hắn cũng không rõ ràng, còn bảo đế quốc Đại Tần gì đó, một nơi nhỏ bé chưa bao giờ nghe nói đến này sao có thể sinh ra yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Mọi người đều không có ấn tượng tốt về Lâm Nhất, đặc biệt là 8 người bị hắn đánh bị thương trước đó, họ vừa đưa ra đề nghị đã có rất nhiều người đồng ý, chắc hẳn ngày thường cũng không phải hạng người lương thiện. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, ở nơi đất đai cằn cỗi như quận Kỳ Liêm, nếu không tàn nhẫn thì không thể có chỗ đứng. Đừng mà, phụ thân, Lâm công tử đã cứu con một mạng, là do con đưa huynh ấy về, người để huynh ấy đi đi ạ. Lãnh Hương Vân sốt ruột, vội vàng lên tiếng. Nhưng người trung niên áo xanh bên cạnh lại khẽ lắc đầu, không nói nhiều. Vân tiểu thư tốt bụng, suy nghĩ quá ngây thơ, một người độc ác như phụ thân nàng ta sao có thể để ý Lâm Nhất có cứu nàng ta hay không? Dù cho thật sự đã cứu, chỉ sợ ông ta cũng sẽ nghi ngờ Lâm Nhất có ý đồ xấu, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt này. Lâm Nhất vẫn giữ bình tĩnh, ngược lại còn rất tò mò đối phương sẽ trả lời như thế nào. Ánh mắt lãnh bảo chủ lóe lên, vẻ mặt thay đổi khó lường, ông ta cảm nhận được trên người Lâm Nhất có một hơi thở nguy hiểm, không phải là cảnh giới Dương Huyền Đại Thành bình thường. Thiếu niên này không phải người của quận Kỳ Liêm, thậm chí còn không phải người Vân Châu. Cũng rất có thể không phải tán tu, dù tán tu có che giấu sát khí trên người mình bằng cách nào thì ánh mắt cũng sẽ không trong sạch như Lâm Nhất. Quan trọng nhất là thiếu niên này vẫn có thể giữ bình tĩnh khi bị kẻ thù bao vây và tuyên bố muốn giết hắn. Điều này làm cho ông ta không chắc chắn được, dù thế nào thì người này cũng là một nhân tố bất ổn. Tiểu huynh đệ, người có hứng thú đi cùng chúng ta đến kho báu Lôi Vân không? Khi nào lấy được kho báu, người cũng sẽ có một phần. Lãnh bảo chủ nhanh chóng suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, điềm đạm cười hỏi. Hả? Lâm Nhất nhìn ông ta, bình tĩnh đáp được. Hắn hơi bất ngờ khi nghe ông ta mời mình, nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng hiểu. Dù sao ông ta cũng không biết thực lực của Lâm Nhất, thay vì đuổi đánh, tốt hơn hết là nên lợi dụng. Nếu hắn thật sự có ý đồ khác, ông ta người đông thế mạnh, cũng không sợ hắn. Đặc biệt là lãnh bảo chủ, chắc hẳn trong mắt ông ta, dù Lâm Nhất có mạnh đến đâu thì cũng sẽ không quá mức. Cảnh giới âm dương tiểu thành bình thường ông ta còn không sợ, huống gì chỉ là tu vi cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, ông ta có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa huyết lang đã luyện hóa hoàn toàn giáp viêm long, thêm một người trợ giúp rõ ràng sẽ tốt hơn. Dù sao đi nữa, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Lôi Vân Tử là ai? Lâm Nhất hỏi. Cái gì, ngươi không biết Lôi Vân Tử ư, lạ thật. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhìn Lâm Nhất với vẻ đầy nghi hoặc. Lãnh bảo chủ nhìn Lâm Nhất, càng thêm chắc chắn người này chỉ đi ngang qua nơi này, bèn cười nói, tiểu huynh đệ, người đến từ nơi khác nên có lẽ không biết, nhưng quận Kỳ Liêm chúng ta, hay nói là cả khu vực Vân Châu có rất ít người không biết hắn ta. 200 năm trước, người này là yêu nghiệt của Tử Nguyệt Động Thiên, thiên phú cao không ai bằng, đứng đầu 2 đợt quần long thịnh yến. Nhưng sau này không biết tại sao lại phản bội Tử Nguyệt Động Thiên, dùng tàn giản thượng cổ sáng chế ra phệ huyết ma điển, nó là ma công vô thượng có thể so sánh với công pháp cấp thiên. Ma công này có thể cắn nuốt máu thịt con người, luyện hóa trực tiếp tu vi của người khác, rất kỳ dị. Người Tử Nguyệt Động Thiên đuổi giết hắn ta chẳng những không thể thành công giết được hắn ta, ngược lại còn trở thành đồ ăn của hắn ta. Phệ huyết ma điển. Trong lòng Lâm Nhất thầm kinh hãi. Không ngờ thế gian lại có loại tà công có thể cắn nuốt máu thịt của người khác để nâng cao tu vi như thế này. Tu vi sẽ tăng nhanh đến mức nào, loại ma công hại người lợi ta này chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta không rét mà run. Trong suốt 200 năm, người này tu luyện phệ huyết ma điển, cầm roi tử diễm lôi hoàng tung hoành Vân Châu, đánh giết trưởng lão của các môn phái, khiến cả Vân Châu không được yên bình.
rất nhiều trưởng giáo tông môn hợp lực để truy sát hắn ta. Nhưng Lôi Vân Tử có ngộ tính rất cao, không chỉ có thiên phú võ đạo hơn người mà còn tu luyện thể chất, nắm giữ thân pháp nhanh nhẹn như chớp, song còn có trình độ linh văn rất cao, lần nào đuổi giết hắn ta cũng sẽ chạy thoát. Ngược lại trong lúc đuổi giết, thực lực của hắn ta càng ngày càng mạnh, sau khi thăng lên thiên phách còn tung hoành chín châu, cực kỳ ngông cuồng. Nhưng ma công này cũng có khuyết điểm, càng về sau thì yêu cầu đối với mục tiêu cắn nuốt sẽ càng cao. Khi hắn ta đạt tới cảnh giới thiên phách, hầu như không ai dám động tới hắn ta. Hắn ta đã đả thông bảy phách, không còn cách nào tiến bộ, cuối cùng đành phải mạo hiểm, quay lại đánh giết Tử Nguyệt Động Thiên, định cắn nuốt trưởng lão thiên phách, đáng tiếc đã thua trong tay tinh quân trưởng lão đang sống ẩn. Tuy rằng cuối cùng hắn ta đã may mắn chạy thoát, nhưng hắn ta bị thương rất nặng, hoàn toàn không thể bình phục. 15 năm trước, nghe nói sau một trận chiến với người truy sát của Tử Nguyệt Động Thiên, hắn ta đã tọa hóa trong quận Kỳ Liêm. Trước khi chết, hắn ta đã chôn tất cả trình độ võ học và bảo vật vơ vét được trong mộ cung của mình. Nghe tới đây không khỏi làm người ta thổn thức. Tuy Lôi Vân Tử đã làm rất nhiều việc ác, nhưng hành động tung hoành chín châu, thực lực khiến người ta vừa nghe đã kinh hãi vẫn làm cho mọi người cảm thấy chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong mấy năm đầu thường có nhân tài của các đại tông môn đến quận Kỳ Liêm để tìm kiếm nơi tọa hóa của Lôi Vân Tử, tiếc là tất cả họ đều thất bại. Sau 5 năm, số người đến đã giảm bớt, rất nhiều người không còn tin vào chuyện này nữa, 10 năm sau những chuyện này đều trở thành truyền thuyết. Nhưng bây giờ truyền thuyết lại trở thành sự thật, Bang Huyết Lang đã tìm được địa điểm của kho báu Lôi Vân, chắc hẳn những bảo vật mà hắn ta để lại sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Có lẽ số bảo bối mà người này tích góp cả đời còn nhiều hơn rất nhiều so với nhiều thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ khác. Lãnh bảo chủ nghiêm túc nói, dù sao đi nữa cũng tuyệt đối không thể để Bang Huyết Lang lấy được kho báu Lôi Vân. Với tính cách của Huyết Lang, nếu có được Phệ Huyết Ma Điển, không chỉ Tam Ưng Bảo bị diệt, chỉ sợ cả Vân Châu đều sẽ trở thành địa phủ. Đúng vậy, lúc trước Huyết Lang đã tàn sát không biết bao nhiêu tông môn. Nếu như hắn ta lấy được Phệ Huyết Ma Điển sẽ trở thành tên ma đầu còn đáng sợ hơn Lôi Vân Tử, cả cổ vực Nam Hoa sẽ bị hắn ta gây tai hại. Bảo vật do Lôi Vân Tử để lại thì có thể tranh đoạt, nhưng tà công như Phệ Huyết Ma Điển nhất định phải phá hủy. Trước sự cổ động của lãnh bảo chủ, mọi người bắt đầu xô trào, nói một cách đầy chính nghĩa. Lâm Nhất thờ ơ lắng nghe, những người này nói rất oai phong lẫm liệt. Nhưng Tam Ưng Bảo đâu tốt hơn Bang Huyết Lang là bao. Con đường võ đạo bị giới hạn về thiên tư và ngộ tính, có rất nhiều người bị giới hạn thành tích từ khi mới ra đời. Nhưng Phệ Huyết Ma Điển này lại có thể cắn nuốt trực tiếp máu thịt của người khác để nâng cao tu vi của mình. Chỉ cần lấy được nó sẽ có thể đột phá bình cảnh ngay lập tức, có được năng lực vô hạn. Có lẽ không một ai ở đây có thể chống lại cám dỗ này. Vân Nhi. Lãnh bảo chủ nhìn về phía nữ nhi của mình, đột nhiên lên tiếng, Lôi Vân Tử vốn là huyền sư tứ phẩm, kho báu Lôi Vân chắc chắn sẽ có rất nhiều linh trận và cấm chế, còn tinh thông linh văn nên hãy đi cùng chúng ta đi. Lãnh Hương Vân ngẩn ra, sau đó ngơ ngác gật đầu. Tinh thông linh văn, Lâm Nhất nhìn nha đầu này, trầm tư suy nghĩ. Lãnh Hương Vân lập tức ngại ngùng, cúi đầu nói, không. Không có, không có. Ta chỉ là huyền sư nhị phẩm thôi, chưa đến mức tinh thông đâu. Trên người Lâm Nhất có một áp lực chỉ huyền sư mới có thể cảm nhận được, áp lực này rất có thể là đến từ dao động hồn lực của hắn. Người ngoài không rõ, nhưng Lãnh Hương Vân lại có thể cảm nhận được rõ ràng, sao nàng ta dám nói mình tinh thông linh văn khi ở trước mặt Lâm Nhất được. Đợi sau khi hai tên bảo chủ bị thương kia bình phục đến 70-80%, mọi người thêm cả Lâm Nhất vội vàng lên đường trong đêm. Trong bóng đêm, các cao thủ do Tam Ưng Bảo chọn lựa nhanh chóng lên đường, thỉnh thoảng gặp phải vòng vây của Bang Huyết Lang đều dễ dàng giải quyết, hầu như không tốn sức lực. Dù sao trong tiểu đội cao thủ này, ngoại trừ Lãnh Hương Vân thì tu vi yếu nhất cũng có cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Tìm được rồi. Khi trời vừa tờ mờ sáng, cuối cùng cao thủ Tam Ưng Bảo cũng tìm thấy cao thủ Bang Huyết Lang ở phía sau một sườn núi hoang vắng. Trong phạm vi 1.000 dặm đều là phạm vi thế lực của Tam Ưng Bảo,
người của bang huyết lang chắc chắn sẽ không quen thuộc bằng nhóm người lãnh bảo chủ. Điều động cao thủ, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bên rìa sườn núi có một nhóm người đang dựng trại đóng quân, bày sẵn thế trận chờ đón địch. Những người bang huyết lang trong doanh trại cũng đều là cao thủ, không hề thua kém. Người cầm đầu có khuôn mặt dữ tợn, bên má trái có một vết sẹo chạy dài từ trán qua hốc mắt, mặc một bộ chiến giáp thật dày. Chiến giáp có hoa văn hình rồng hung dữ, hoa văn phát ra ánh lửa chói mắt, trong lúc mơ hồ dường như có thể nhìn thấy một con rồng lửa quấn quanh người hắn ta. Người này chính là bang chủ của bang huyết lang, rất nhiều người ở quận Kỳ Liêm gọi thẳng hắn ta là huyết lang. Hắn ta tàn bạo, khát máu, gian xảo như sói, có tiếng tăm lẫy lừng ở quận Kỳ Liêm. Kẻ thua cuộc còn dám đến, nhanh thế mà đã quên mất lúc trước đã thua trong tay ta thế nào sao? Xem ra bài học dạy cho ngươi lúc trước vẫn chưa đủ, còn dám tới tranh giành kho báu Lôi Vân. Huyết lang mặc giáp viêm long cười dữ tợn, lạnh lùng quát. Hắn ta nói xong, linh văn trên bộ giáp viêm long không ngừng lấp lánh, một uy áp cảnh giới âm dương bá đạo và mạnh mẽ bùng nổ. Cuồng phong nổi lên trong sơn cốc, khí lạnh sớm mai lập tức biến mất, một hơi thở táo bạo và nóng rực tràn ngập trong không khí. Đám vô dụng tam ưng bảo mau cút về đi, nếu không thì đừng trách bang chúng ta nổi giận giết sạch các ngươi. Ha ha ha! Trước hung uy này, tất cả thành viên bang huyết lang đều ngạo mạn cười ầm lên. Lâm Nhất đưa mắt nhìn về phía huyết lang, chỉ xét riêng về tu vi và khí tức thì thật ra người này còn kém hơn lãnh bảo chủ một chút, nhưng nhờ có bộ giáp viêm long, hắn ta trở nên mạnh hơn, thậm chí mơ hồ có thể so sánh với cao thủ cảnh giới âm dương đại thành. Khó trách lúc trước ba người phe tam ưng bảo hợp lực vẫn thua trong tay tên huyết lang này. Bộ giáp viêm long này đúng thật có điểm vượt trội, song cũng mang lại sự tự tin rất lớn cho huyết lang. Hô! Vù, vù, vù! Tiếng xé gió vang lên, lãnh bảo chủ dẫn mọi người xông về phía phụ cận doanh trại của đối phương. Bớt làm ra vẻ đi, nếu huyết lang nhà ngươi thật sự có bản lĩnh lớn như vậy thì sao có thể thả ta về? Nếu kho báu Lôi Vân đã nằm trong phạm vi thế lực tam ưng bảo chúng ta, ngươi đừng hòng bắt ta khoanh tay đứng nhìn, cùng lắm thì ta truyền tin ra ngoài, cả hai phe chúng ta đều không lấy được. Vẻ mặt lãnh bảo chủ u ám, sát khí ngưng tụ giữa lông mày, trong giọng nói ẩn chứa ý lạnh cực độ. Trước uy áp của đối phương, ông ta không hề nao núng chút nào, hết sức quyết liệt. Có ông ta và hai vị bảo chủ khác đứng đầu, mọi người phía sau đều thoáng thở phào nhẹ nhõm khi đối mặt với hung uy ngập trời này. Các thành viên bang huyết lang đứng sau nghe vậy đều khẽ biến sắc mặt. Họ cũng không sợ người của tam ưng bảo, nhưng nếu tin tức bị các thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ hoặc thế lực cấp bậc bá chủ ở Vân Châu biết được, chuyện này sẽ hơi khó giải quyết. Thực lực của bang huyết lang vẫn chưa đủ để trở thành đối thủ của những thế lực này. Biểu cảm trên mặt huyết lang thay đổi thất thường. Hiển nhiên trong lòng hắn ta cũng hơi lo lắng. Lúc trước đánh cho ba người chật vật chạy về vì trong tình huống đối phương không biết thực hư, bây giờ họ quay lại với lòng đề phòng, nói thật thì độ khó đánh họ trọng thương không hề nhỏ. Nhưng đám người lãnh bảo chủ muốn động vào hắn ta thì cũng không thể. Sau khi luyện hóa hoàn toàn giáp viêm long, huyết lang vô cùng tự tin, ngay cả khi đối mặt với cao thủ cảnh giới âm dương đại thành, hắn ta cũng tự nhận là có thể giữ được tính mạng. Giáp viêm long mạnh hơn hắn ta tưởng rất nhiều. Tam ưng bảo đã đứng vững ở nơi này nhiều năm, biết rõ mọi ngóc ngách trong phạm vi nghìn dặm. Nếu ta đoán không sai, cho dù huyết lang nhà ngươi có được bản đồ kho báu thì cũng rất khó tìm được kho báu Lôi Vân. Lãnh bảo chủ nói rất hùng hồn, dường như nhìn thấu được đối phương. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt huyết lang, đúng như đối phương vừa nói, tuy rằng hắn ta có bản đồ trong tay. Nhưng sau cả đêm tìm kiếm vẫn không có manh mối, có rất nhiều địa điểm không trùng khớp với cờ đánh dấu trên bản đồ. Hắn ta chỉ có thể xác định đại khái rằng kho báu Lôi Vân nằm trong phạm vi nghìn dặm này. Đối với võ giả cảnh giới tử phủ, phạm vi nghìn dặm nói rộng cũng không rộng, nhưng nếu muốn tìm kiếm từ từ qua một lần thì cũng là chuyện khá phiền phức. Lâm Nhất thờ ơ quan sát, nghĩ thầm trong lòng. Lãnh bảo chủ thoạt nhìn có vẻ kiên quyết và dứt khoát. Nhưng thực chất là căn bản không muốn đánh nhau với đối phương.
chắc là ông ta vẫn còn kiêng dè Giáp Viêm Long, không thể thật sự làm gì được đối phương. Vậy thì xem ra người này vẫn rất có thủ đoạn. Mới dăm ba câu đã làm Huyết Lang chần chừ. Có thể Huyết Lang không biết, nhưng Lâm Nhất biết hai người bên cạnh Lãnh Bảo Chủ đang bị thương rất nặng, sức chiến đấu không còn ở đỉnh cao. Nếu thật sự đánh nhau, phe Tam Ưng Bảo không chiếm được lợi thế gì cả, tổn thất nhất định sẽ rất lớn. Định liên minh ư? Một suy nghĩ nảy lên trong đầu Lâm Nhất, hắn nhếch miệng cười sâu xa, thú vị rồi đây. Đúng như dự đoán, sau một lúc giằng co, hai phe đã đồng ý dừng tranh chấp tạm thời. Dù là cao thủ bang Huyết Lang hay Tam Ưng Bảo đều rất ngạc nhiên. Hai phe là kẻ thù không đội trời chung, ngày thường thường xuyên kết thù kết oán, không ngờ lại liên minh với nhau trong thời điểm mấu chốt này, tất cả họ đều hơi tức giận bất bình. Đặc biệt là các thành viên bang Huyết Lang, họ đã quyết tâm giành lấy kho báu Lôi Vân này nên cho rằng không cần thiết phải chia sẻ cho người khác. Chỉ có Huyết Lang không ngừng cười nhạo trong lòng, nét mặt không chút thay đổi. Suy cho cùng vẫn phải dựa vào thực lực để tranh đoạt kho báu Lôi Vân, bây giờ giảng hòa cũng không làm được gì. Hắn ta có Giáp Viêm Long trong tay nên bản thân vốn đã chiếm thế bất bại, sau khi vào kho báu Lôi Vân nhất định sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Hai phe giảng hòa coi như đều chiếm được thứ mình muốn. Dù sao Tam Ưng Bảo cũng không có bản đồ kho báu, để họ tự tìm và xác định vị trí của kho báu Lôi Vân thì gần như không có khả năng. Tự xem đi, dựa theo cờ đánh dấu trên bản đồ, chắc hẳn vị trí của kho báu Lôi Vân cách ngọn núi này 100 dặm về phía đông bắc. Nhưng ta đã tìm kiếm quanh đây cả đêm, ngoại trừ vài ngọn đồi thì không có ngọn núi cao nào cả, hoàn toàn là sai. Huyết Lang mặt không cảm xúc, hơi bực bội đưa bản đồ kho báu cho Lãnh Bảo Chủ. Người của Tam Ưng Bảo lập tức tập trung lại truyền nhau xem, một lát sau, mấy tên trưởng lão lần lượt nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Tia lửa giận lóe qua trong mắt Huyết Lang, hắn ta lạnh giọng hỏi. Lãnh Bảo Chủ cười khẽ, không có gì, chúng ta đã biết được vị trí. Đúng là xung quanh đây không có ngọn núi cao nào, nhưng 15 năm trước đã từng có điều nó đã bị Lôi Vân Tử đánh sập bằng một trưởng trong một trận đại chiến. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng hầu hết thành viên lâu năm ở Tam Ưng Bảo đều biết. Một trưởng đánh sập một ngọn núi. Lâm Nhất bình tĩnh, nghe có vẻ khoa trương, nhưng với cao thủ cảnh giới thiên phách thì vẫn có thể làm được. Đi theo ta. Lãnh Bảo Chủ không nhiều lời nữa, dẫn mọi người chạy nhanh, không lâu sau đã đến bên trong một đống đổ nát. Đống đổ nát này chính là ngọn núi cao vạn trượng năm đó, nó cao vút tận mây, nhưng bây giờ lại không thể tìm ra một chút dấu vết từ đống hài cốt. 100 dặm về phía đông bắc. Ở đó. Đi thôi. Sau khi xác định phương hướng, mọi người thi triển thân pháp chạy đi. Rất nhanh đã đến trước một sơn cốc. Trong cốc dồi dào linh khí, hoa cỏ tươi tốt, không có gì khác thường. Ít nhất thì từ bên ngoài có thể nhìn thấy bao quát mọi thứ, gió yên sóng lặng. Huyết Lang ngờ vực nhìn, có đúng là nơi này không? Nếu tấm bản đồ kho báu của ngươi là đúng thì chắc chắn không thể sai được. Khi lão ma đầu Lôi Vân Tử chết, rất nhiều nhân tài tông môn đến đây tìm kiếm nhưng đều không tìm được gì. Nơi này chắc chắn có mê trận cùng loại với trận pháp che mắt kẻ khác. Lãnh Bảo Chủ nói một cách cực kỳ chắc chắn, sâu trong mắt có tia hưng phấn khó phát hiện lướt qua. Huyết Lang nghiêm túc quay lại bang thì thầm với một ông lão áo tím. Không ngờ tên này lại mời phó lão đến. Tia bất ngờ xẹt qua trong mắt Lãnh Bảo Chủ, các thành viên Tam Ưng Bảo khác cũng nhận ra ông lão này. Người này mạnh lắm hả? Lâm Nhất lên tiếng hỏi. Ở quận Kỳ Liêm, trừ cổ đại sư ra thì ông ta là người có trình độ linh văn cao nhất. Nghe nói người này từng giữ chức khách khanh ở Thư viện Thanh Lộc, hiện tại có trình độ huyền sư tam phẩm đỉnh phong. Lãnh Bảo Chủ giải thích, sau đó nói với hai vị bảo chủ khác, kho báu Lôi Vân chắc chắn ở trong cốc này, chúng ta cùng đi thôi. Vân Nhi, lát nữa phải dựa vào con rồi. Lãnh Hương Vân cắn răng gật đầu. Sợ rằng một huyền sư nhị phẩm như nàng ta rất khó có thể chống lại đối phương. Bên rìa sơn cốc, Lâm Nhất nhìn mọi người bận rộn trong cốc, nghĩ thầm, nếu kho báu Lôi Vân thật sự ở đây thì linh trận do Lôi Vân Tử bày ra năm đó rất cao siêu, nếu không sẽ không thể giấu rất nhiều nhân tài tông môn.
Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hồn ấn Phượng Vũ trong huyền cung khẽ nở rộ. Một luồng hồn lực lặng lẽ tràn ra bên ngoài. Không có dao động. Một lát sau, Lâm Nhất mở mắt ra, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt. Hắn không cảm nhận được bất cứ dao động linh văn nào trong cốc này. Nếu thật sự có linh trận ở đây, e rằng trận pháp này rất lợi hại. Hắn nhắm mắt lại, hồn ấn Phượng Vũ trong huyền cung tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, một tia uy lực thần văn như có như không xuất hiện trong hồn lực của hắn. Sau khi hồn lực tiêu hao hơn một nửa, Lâm Nhất rời mắt đi, trong lòng đã hiểu đại khái. Trong sơn cốc, phó đại sư do bang huyết lang mời đến lại cau mày, nghi hoặc không hiểu. Có thật là ở đây không? Không tìm được gì cả. Có khi nào bản đồ kho báu là giả không? Sau nửa canh giờ, người của bang huyết lang và tam ưng bảo đều bắt đầu bực bội. San bằng sơn cốc này cho ta, không được bỏ sót bất kỳ nơi nào, ta không tin sẽ không tìm thấy. Huyết lang lạnh mặt ra lệnh, đám thuộc hạ lập tức bắt tay vào việc, chặt đứt toàn bộ hoa cỏ trong cốc, không trừ lại gì. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, dùng biện pháp cứng rắn như thế cũng không có tác dụng gì lớn. Huyền sư cao siêu có thể dung nhập linh trận vào đất trời, dù cho ngươi đứng ở đó cũng sẽ không có bất cứ cảm giác gì. Xem ra mình phải cố gắng thêm mới được. Lâm Nhất nói thầm một câu, đột nhiên lên tiếng, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cả đời các ngươi cũng không thể tìm thấy kho báu Lôi Vân. Hắn vừa dứt lời, bất luận là lãnh bảo chủ hay huyết lang đều nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có tia sáng lạnh xẹt qua. Ánh mắt của huyết lang và lãnh bảo chủ cùng nhìn vào Lâm Nhất, nếu là người thường sẽ chịu áp lực rất lớn. Lâm Nhất bình tĩnh nói tiếp, nếu ở đây thật sự có linh trận, chúng ta nên thăm dò môi trường thiên nhiên quanh sơn cốc sẽ tốt hơn, linh trận cao siêu hoàn toàn có thể dung nhập vào tự nhiên. Phá hỏng cây cối kiểu này e rằng sẽ không có tác dụng gì, chỉ tốn công vô ích thôi. Hắn nói có đúng không? Vẻ nghi hoặc thoáng qua trong mắt huyết lang. Hắn ta nhìn sang ông lão áo tím phó đại sư bên cạnh, lên tiếng hỏi. Phó đại sư gật đầu, đúng là có thể như vậy, chắc tiểu tử này cũng biết đôi chút về linh văn, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn phải xem hắn có cao kiến gì đã. Bản thân ông lão ác tím này đã là huyền sư tam phẩm đỉnh phong, Lâm Nhất nơi khá có lý, nhưng sao ông ta có thể tin tưởng. Hắn cảm thấy tuy rằng Lôi Vân Tử cũng có một chút hiểu biết về linh văn, nhưng không thật sự cao minh. Vì linh trận ở nơi đây khá đơn giản, chỉ cần lật ngược sơn cốc này lên, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra một vài manh mối, đến lúc đó sẽ nhanh chóng tìm được cách phá giải. Huyết lang và lãnh bảo chủ cùng phất tay, thủ hạ của hai bên liền dừng động tác. Còn chưa hiểu à? Lâm Nhất nhếch mép cười lạnh, trầm giọng nói, nếu như linh trận này dung hòa với tự nhiên, vậy thì bản thân chúng ta đang ở ngay trong linh trận, cần gì phải đi tìm? Bản thân ở ngay trong linh trận. Nghe được những lời này, tầm mắt của phó đại sư bỗng sáng tỏ, vô số ý niệm vụt qua trong đầu, mạch suy nghĩ của ông ta cũng được thông suốt. Nhà đầu Hương Vân bên cạnh lãnh bảo chủ cũng cúi đầu suy ngẫm, một lát sau, nàng ta lộ vẻ vui mừng, vội quay sang nhìn Lâm Nhất với ánh mắt sùng bái. Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao lão phu lại không cảm nhận được một chút gợn sóng của linh văn. Nếu ngay từ đầu đã ở trong linh trận thì việc này có thể giải thích thông rồi. Đã thế, hiện tại chỉ cần quan sát thật kỹ, xem rốt cuộc nơi này có chỗ nào kỳ quái. Một khi tìm được dấu vết còn sót lại, việc phá giải trận này sẽ dễ như trở bàn tay. Được nhắc nhở, phó đại sư liền hiểu ra, ông ta nói bằng giọng điệu vô cùng phấn khích. Đang ở trong linh trận còn muốn chạy đi tìm linh trận thì chẳng khác nào giơ đuốc tìm nguồn sáng, lẫn lộn đầu đuôi. Sau khi mạch suy nghĩ được thông suốt, cao thủ của Tam Ưng Bảo và bang huyết lang lại một lần nữa bắt tay vào tìm kiếm xem hoàn cảnh tự nhiên ở đây có điểm nào vi diệu hơn bên ngoài. Không còn ai để tâm đến Lâm Nhất, hắn cũng cảm thấy vui vì điều này, bèn ung dung xoay người đi. Nhưng dạo quanh một vòng, hắn lại nghe thấy những thứ rất khó hiểu. Bất kể là người của bang huyết lang hay Tam Ưng Bảo cũng đều lục lọi khắp bốn phía và dồn lực chú ý vào địa hình địa thế. Địa hình. Lâm Nhất thầm cười khổ, có thể nhìn ra được gì từ địa hình địa thế chứ? Trên thực tế, thông qua lực lượng thần văn ẩn chứa tại hồn ấn bên trong cơ thể,
Lâm Nhất đã sớm thăm dò ra điểm quái dị của trận pháp này, thậm chí hắn còn xác định được đại khái sơ hở nằm ở đâu. Nếu để người của hai bên biết được thì e là bọn họ sẽ vô cùng khiếp sợ. Thời gian dần trôi qua, người của Tam Ưng Bảo và Bang Huyết Lang lần lượt tìm được rất nhiều nơi quái dị, nhưng chung quy vẫn không có điểm đột phá. Lâm Nhất bước đến bên cạnh Hương Vân, từ nãy giờ, nhà đầu này dùng hiểu biết về linh văn của bản thân để kiểm tra dốc núi cùng vài tên cao thủ. Bọn họ đã tra xét rất nhiều lần, mồ hôi túa ra trên trán Hương Vân, nàng ta nhíu mày, lộ vẻ u sầu. Xem ra nhà đầu này cũng đã dốc hết sức, hễ là nơi nào khả nghi thì người của Tam Ưng Bảo cũng đều tra xét cẩn thận. Hiển nhiên, bọn họ không muốn chậm chân hơn người của Bang Huyết Lang. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, hắn cũng không quá để tâm đến kho báu Lôi Vân, tin chắc rằng với sức của một mình hắn thì khó tránh khỏi nguy hiểm. Có quá nhiều nhân tố không xác định tồn tại. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng, Lâm Nhất đã có quyết định. Cho cô. Lâm Nhất vỗ nhẹ túi chữ vật, sau đó lấy ra một cái khăn mặt và đưa đến. Lãnh Hương Vân còn đang sững sờ, thấy vậy lập tức lộ vẻ vui mừng, cầm lấy lau trán và nói, cảm ơn Lâm đại ca, vừa nãy may mắn có Lâm đại ca nhắc nhở, nếu không thì e là đến giờ vẫn không có chút manh mối nào. Lâm Nhất không tiếp lời, mà nói cô không thấy rằng từ sau khi đến sơn cốc này, mồ hôi đổ nhiều hơn so với lúc ở ngoài à? Có à? Lãnh Hương Vân cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi bất chợt, như nhớ ra điều gì đó, nàng ta mừng rỡ nói, gió, chính là gió, chắc chắn là gió. Lâm đại ca, cảm ơn huynh. Gió. Nhà đầu reo lên khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này. Trong Bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo có rất nhiều người hiểu biết về linh văn, bọn họ ngẩn ra vài giây rồi cười ầm lên. Buồn cười, linh trận ở đây có liên quan gì đến gió? Chẳng lẽ gió ở đây che mắt được chúng ta à? Đúng vậy, tuy gió ở đây có hơi yếu, nhưng chỗ này là sơn cốc, gió không thổi vào được cũng là chuyện bình thường thôi. Những âm thanh châm chọc và khiêu khích liên tục vang lên khiến sắc mặt Hương Vân đỏ bừng. Luống cuống không biết phải làm sao. Khi nàng ta quay đầu nhìn Lâm Nhất thì thấy hắn khẽ gật đầu, phút chốc, nàng ta như được tiếp thêm dũng khí, liền nói, linh trận ở đây là một dạng mê trận, có nghĩa là cảnh tượng mà chúng ta thấy không phải cảnh tượng thực sự của sơn cốc này. Nếu nói có điều gì kỳ quái thì ngoại trừ gió, không còn gì khác cả. Nếu ta đoán không lầm thì mắt trận trong sơn cốc chính là phong nhãn. Phong nhãn chính là nơi gió nổi lên. Tuy nhiên, gió vô hình và thất thường, nên phong nhãn cũng vô định. Tuy nhiên, đối với võ giả cảnh giới âm dương thì việc xác định phong nhãn của một sơn cốc không phải chuyện khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi người phải tin nàng ta. Nhà đầu này nói không sai. Trong khi mọi người còn đang hoang mang thì phó đại sư bên cạnh Huyết Lang đột nhiên nói. Ánh mắt ông ta lóe lên tia sắc bén, đồng thời cũng lộ rõ sự kinh ngạc. Sao nha đầu này có thể đoán ra được chứ? Lại là tên tiểu tử kia sao? Phó đại sư cau mày nhìn Lâm Nhất, vốn dĩ ông ta không quá để tâm đến hắn, nhưng hiện tại, thiếu niên này đã có vài phần trọng lượng trong mắt ông ta. Lãnh Hương Vân chỉ mới 14, 15 tuổi, hiển nhiên, lời của nàng ta khó có thể khiến mọi người tin phục. Nhưng sau khi phó đại sư lên tiếng thì không còn ai dám nghi ngờ nữa. Huyết Lang và Lãnh Bảo chủ liếc nhìn nhau, kế đó cả hai nhanh chóng nhắm mắt lại, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ được phóng thích ra ngoài. Uy áp thuộc về cao thủ âm dương gần như hóa thành thực chất, tầng tầng gợn sóng lan tràn khắp sơn cốc. Sắc mặt của đám võ giả ở gần đó lập tức thay đổi, mọi người vội vàng bay vọt lên né tránh. Phút chốc, sơn cốc to lớn chỉ còn lại Huyết Lang và Lãnh Bảo chủ. Lâm Nhất híp mắt quan sát Lãnh Bảo chủ và Huyết Lang, càng nhìn hắn càng cảm thấy kinh hãi. Có lẽ những người khác không phát hiện, nhưng Lâm Nhất thì khác, hắn đã từng giao đấu với trưởng lão cảnh giới âm dương, thế nên tầm nhìn sẽ có sự khác biệt. Kiếm ý nhạy cảm của hắn có thể cảm ứng được khí tức cực kỳ khủng bố ẩn giấu trên người Lãnh Bảo chủ đáng sợ hơn nhiều so với đại trưởng lão ngoại môn của Lầu Huyết Vũ. Việc này quả thật khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên.
một cao thủ cảnh giới âm dương tiểu thành ở cái nơi đất cằn sỏi đá này lại có thực lực mạnh hơn trưởng lão của một thế lực cấp chuẩn bá chủ. Lâm Nhất có thể thoáng cảm nhận được dường như đối phương đang cố che giấu một luồng khí tức còn đáng sợ hơn thế nữa. Nhưng hắn cũng không dám chắc chắn, dù sao thì mỗi một cao thủ cảnh giới âm dương đều có át chủ bài của riêng mình, khí tức thôi không đủ để nói lên tất cả. Còn về huyết lang thì tên này cũng không phải đèn cạn dầu. Thoạt nhìn, bộ giáp viêm long ẩn chứa khí thế sắc bén bó sát người hắn ta lúc này mang đến cảm giác như đã hoàn toàn dung nhập vào máu thịt, từng đường long văn di chuyển mang theo khí tức vừa thô bạo lại vừa bất kham, làm người ta rét run. Hai người đứng đối diện nhau, vừa khéo mở mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ lóe lên tia sắc bén, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười sảng khoái. Đã tìm được. Vèo. Hai âm thanh xé gió đột ngột vang lên, cả hai đồng thời biến mất, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ở cách đó hơn ngàn mét. Kế đó, hai người họ để lộ sự ăn ý, chân nguyên của mỗi người sôi trào, cùng tung quyền. Khí thế phát ra từ hai luồng quyền mang đánh úp đến, bỗng chốc, giữa trời đất vang lên một tiếng rít thê lương và chói tai. Phong nhãn xuất hiện. Mọi người lập tức trở nên kích động, để lộ vẻ mặt vô cùng phấn khích. Nói gì đi nữa thì đây cũng là bảo khố lôi vân, thử hỏi có ai mà không động lòng. Dầm. Phong nhãn vừa mới xuất hiện, còn chưa đến một cái chớp mắt, nó đã bị hai luồng quyền mang nện chúng rồi nổ tung. Hào quang chợt lóe, khoảnh khắc hào quang tan biến, cảnh tượng trong sơn cốc đã thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Cuồng phong gào thét, mây đen che phủ, tiếng sấm rền vang. Sơn cốc vốn trăm hoa đua nở, rào rạt sức sống bỗng chốc biến thành một vùng hoang vu, không có lấy một ngọn cỏ, mang đến cảm giác áp lực lớn lao. Những gì mà bọn họ nhìn thấy trước đó đồng loạt biến mất. Tất cả mọi người, kể cả Lâm Nhất, đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc không thôi. Đây mới chính là bộ mặt thật của sơn cốc, những gì bọn họ chứng kiến trước đó đều chỉ là ảo giác. Ở trung tâm sơn cốc có một cái hố đen cực lớn, trong hố có gió lốc tung hoành, thỉnh thoảng có tia lửa điện xẹt qua, thoạt nhìn rất đáng sợ. Bảo khố lôi vân. Bảo khố lôi vân, đây chắc chính là cửa vào bảo khố lôi vân. Mọi người đứng ở rìa sơn cốc hét lên phấn khích. Đã tìm được. Trong sơn cốc, ở cạnh hố đen, huyết lang và lạnh bảo chủ đều lộ vẻ mừng rỡ. Vèo, vèo, vèo. Từng bóng người lao đến với tốc độ xé gió, tất cả đều hướng về phía hố đen ở giữa sơn cốc. Lâm Nhất cảm thấy rất nghi hoặc, hố đen này trông thật đáng sợ, cứ như ẩn giấu một con quái thú trong đó vậy. Rốt cuộc là linh trận lúc trước đã kích hoạt phong ấn, hay là chướng nhãn pháp? Chớ xem nhẹ sự khác biệt giữa hai cái này, nếu chỉ là chướng nhãn pháp thì mức độ nguy hiểm sẽ giảm rất nhiều, giống với truyền thừa của mộ cung bình thường. Nếu đã là truyền thừa thì dù có gặp nguy hiểm, đó cũng là hoan nghênh hậu nhân đến mạo hiểm, để kế thừa bảo khố mà hắn lưu lại. Nhưng nếu là phong ấn trước khi chết thì có hơi rắc rối. Phong ấn có nghĩa nơi đây là mảnh đất cực kỳ hung hiểm, có người không muốn để người ngoài tiến vào. Tiểu huynh đệ đang suy nghĩ điều gì? Ngươi có ý kiến gì về lối vào bảo khố lôi vân hay không? Nhìn thấy mọi người đều đã đi, chỉ có Lâm Nhất vẫn đứng yên tại chỗ, phó đại sư do bang huyết lang mời đến bèn dò hỏi. Tiền bối cũng không biết thì sao ta đoán được chứ? Lâm Nhất không quá chào đón ông lão này, chỉ liếc nhìn một cái rồi lách người nhảy xuống sơn cốc. Chắc chắn là tên nhóc này biết cái gì đó. Phó đại sư lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất, thầm nghĩ, ông ta phải nói với huyết lang một tiếng, bảo hắn ta để mắt tên nhóc này kỹ hơn mới được. Ầm ầm. Trong sơn cốc hoang vu văng vẳng tiếng sấm phát ra từ bên trong hố đen, mây đen giăng kín bên dưới, dị tượng như vậy quả thật rất quái dị. Tuy nhiên, đám người đứng cạnh hố đen lại vui mừng không thôi. Ngoài thiên phú và ngộ tính, võ giả tu luyện chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ. Tuy rằng bảo khố lôi vân này kém xa mộ phủ của tinh quân thượng cổ, thế nhưng, suy cho cùng thì lôi vân tử vẫn là một cao thủ thiên phách hung tàn đã mở được toàn bộ 7 phách. Cuộc đời ông ta vốn là một truyền kỳ, hiển nhiên, những vật quý giá do ông ta để lại có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với người của bang huyết lang và tam ưng bảo.
Hiện tại, thứ hấp dẫn như vậy đang ở ngay trước mắt, có ai rảnh để tâm đến chuyện khác đâu chứ? Lâm Nhất từ từ hạ xuống, quan sát hố đen và ngẫm nghĩ. Thoạt nhìn cái của động này cứ như ma quật, trong đó liên tục vang lên tiếng sấm rền, e là tùy tiện nhảy xuống sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn, muốn bình an trở ra lại càng khó khăn gấp bội. Linh trận do lão già này bố trí đúng là khó nhân mà. Huyết Lang nhếch miệng cười khẩy, kế đó, hắn ta ngẩng đầu ra hiệu cho thủ hạ. Thịch thịch. Bang chúng của bang Huyết Lang lập tức bay vọt lên trời theo hắn ta, kế đó nhảy thẳng xuống mà chẳng chút để tâm đến nguy hiểm. Cái tên này, xuống. Lãnh Bảo chủ mắng một tiếng rồi cũng vội dẫn người của Tam Ưng Bảo đuổi theo. Những lúc như thế này, ông ta nhất định không để bị bỏ lại. Một lát sau, trong sơn cốc, bên ngoài hố đen, ngoại trừ một vài người ở lại trông coi thì gần như tất cả đều nhảy xuống. Phong ấn, hay là mê chướng? Lâm Nhất muốn nói ra nghi hoặc của mình, nhưng rất rõ ràng là Huyết Lang hay Lãnh Bảo chủ cũng đều không để tâm. Dù không nói ra, thì tùy tiện đi xuống dưới, chẳng lẽ không có nguy hiểm gì sao? Ngoại trừ cao thủ cảnh giới âm dương là có thể đảm bảo an toàn, thì ngay cả võ giả dương huyền viên mãn cũng không dám chắc sẽ không bị hút vào trong đó. Còn về số bang chúng mới đạt đến dương huyền tiểu thành thì, e là hơi ảo. Đám người này thật sự không tiếc mạng à. Lâm Nhất lắc đầu, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, dù gì thì với lực lượng phong lôi cỡ này cũng không khiến hắn bị thương được. Quả nhiên. Lâm Nhất vừa nhảy xuống liền nghe vô số âm thanh phong lôi va chạm cực kỳ mãnh liệt, kế đó là những tiếng kêu gào thảm thiết. Trong động, cuồng phong gào thét, sấm chớp nổi lên. Lâm Nhất thầm vận chuyển Thương Long Cửu Biến, lực lượng phong lôi hung hãn liền bị hắn luyện hóa không ít. Chẳng những chúng không thể gây tổn thương cho hắn, mà trái lại, càng mang đến nhiều ích lợi cho việc tu luyện thần quyết luyện thể. Đuổi theo hắn. Lãnh Bảo chủ nhìn quanh một lượt và nhanh chóng phát giác được dị tượng trên người Lâm Nhất, hiển nhiên là lực phong lôi xung quanh hắn có vẻ yếu hơn rất nhiều. Từ đó, áp lực của đoàn người cũng được giảm bớt. Sau nửa khắc, chân Lâm Nhất đã vững vàng đặt trên mặt đất. Còn người của bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo thì đều gánh chịu tổn thất nặng nề, gần như võ giả cảnh giới dương huyền tiểu thành đều bị cuốn vào và va chạm phong lôi mà chết. Tình huống của Tam Ưng Bảo đỡ hơn một chút, do đi theo sau Lâm Nhất nên bọn họ đã giảm bớt được tổn thất, tuy nhiên cũng không khá hơn là bao. Đại ca, tên nhóc này, có vài phần bản lĩnh, ba tên bảo chủ của Tam Ưng Bảo thầm đánh giá Lâm Nhất, ánh mắt bọn họ lóe lên tia khác thường. Tên này không có vấn đề gì chứ? Không sao, nói gì thì cũng chỉ là một hậu bối cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, sẽ chẳng tạo được sóng gió gì. Hiện tại. Hắn đã đứng về phe chúng ta rồi thì cứ lợi dụng cho tốt là được. Ba tên cáo giả này vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhưng bên trong thì đang thầm truyền âm với nhau. Ngay khi người của hai bên rơi xuống đáy động. Phía trên, trong sơn cốc, đột nhiên có hai âm thanh xé gió vang lên, kế đó là hai bóng người từ trên trời rơi xuống. Người bên trái thoạt nhìn chỉ mới 15, 16 tuổi, nhưng lại vô cùng sành sỏi. Khiến người ta có cảm giác rất quái dị. Hắn ta cầm kiếm, khóe miệng nhếch lên cao, nở một nụ cười âm hiểm. Thình lình, trên người hắn ta bộc phát một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ thuộc về cảnh giới âm dương, quả thật khiến người ta kinh ngạc không thôi. Dù phóng mắt khắp cổ vực Nam Hoa thì 15, 16 tuổi đã đạt đến tu vi âm dương có thể xem như yêu nghiệt hiếm có khó tìm rồi. Bên cạnh hắn ta là một ông lão áo xám. Khuôn mặt ông ta chẳng chịt những nếp gấp, trông rất già cỗi, tạo thành hình ảnh đối lập rõ nét với thiếu niên có vẻ ngoài tươi sáng kia. Võ giả của bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo canh giữ cửa động lập tức đề cao cảnh giác khi phát hiện khí tức của hai người này. Là ai? Nhưng vừa dứt lời thì một luồng kiếm ý như sầm rền vang dội khắp sơn cốc. Thiếu niên kia rút kiếm ra khỏi vỏ, bóng hắn ta lóe lên, kiếm quang lên xuống. Cùng với đó là uy lực khủng bố hệt như sấm sét đánh úp đến, phút chốc, có hơn 10 bóng kiếm xuất hiện, khiến cả sơn cốc u ám sáng bừng lên. Phụt! Những người canh giữ ở miệng hố chết thảm ngay tại chỗ. Phong Vô Hận! Một người trong số đó cố gắng nhìn lâu một chút, khi nhìn rõ dung mạo của thiếu niên kia, ánh mắt hắn lộ rõ sự hoảng sợ.
Hóa ra thiếu niên này chính là Phong Vô Hận, là tên tà tu đột nhiên xuất hiện tại quận Kỳ Liêm mấy tháng gần đây. Rõ ràng là đã trên 50, nhưng vẻ ngoài của người này lại chẳng khác gì một thiếu niên 15, 16 tuổi, một người một kiếm, tiêu diệt không ít thế lực cỡ trung tại quận Kỳ Liêm, khiến cho người ta nghe tin đã sợ vỡ mật. Lúc Lâm Nhất mới đến Tam Ưng Bảo, có người từng hiểu lầm hắn chính là Phong Vô Hận. Sau khi giết chết những người này, Phong Vô Hận lấy ra một cái khăn tay xinh đẹp, lau sạch vết máu bắn tung tóe trên mặt. Một lúc lâu sau, ông ta lại lấy ra một cái gương, bắt đầu ngắm nghía bản thân, sau khi đã thỏa mãn, mới đem cất đi. Ông lão áo xám bên cạnh thầm buồn nôn, bèn nói lảng sang chuyện khác, Phong Vô Hận, ông yên tâm để người của bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo xông lên trước à. Có gì không dám, bản đồ bảo khố có tổng cộng 3 phần, ta đã dám lấy ra một phần. Còn cố ý để Huyết Lam tìm được nên đương nhiên là có lòng tin rồi. Chỉ hơi bất ngờ là người của Tam Ưng Bảo cũng tham gia vào. Nhắc đến Tam Ưng Bảo, vẻ mặt Phong Vô Hận lộ rõ sự ngạc nhiên. Hiển nhiên, ông ta không ngờ đến việc Tam Ưng Bảo sẽ dính vào chuyện lần này, xem ra phen này lại có thêm rắc rối. Tuy nhiên, cũng không sao, chỉ thêm một chút rắc rối mà thôi. Ông lão áo xám liếc nhìn Phong Vô Hận. Khí tức trên người ông ta đã gần đạt đến âm dương đại thành, kiếm ý càng thêm sắc bén và ác liệt, xem ra thực lực đầy đủ. Mãi một lúc lâu sau, ông lão mới trầm ngâm nói, tuy rằng trước kia Lôi Vân Tử đã vơ vét không ít bảo vật, nhưng nói đến quý giá thì chỉ có 5 thứ phệ huyết ma điền, roi tử diễm lôi hoàng, rượu thanh mộc, hoa khinh mộng cùng với huyền lôi châu do sư phụ của ông là Phong Lôi Kiếm lưu lại, không biết ông để ý món bảo vật nào. Phong Vô Hận cười thản nhiên. Với ta mà nói thì nếu có thể lấy hết 5 món bảo vật này thì tốt. Tuy nhiên trong lòng ta không quá để tâm đến phệ huyết ma điền cũng chẳng có hứng thú với huyền lôi châu của sư tôn, mà thứ ta muốn, chính là chú nhan đan mà ông ta đã chiếm đoạt được trong lầu hoa vũ. Chú nhan đanh, tên như ý nghĩa, chính là thứ dùng để bảo tồn dung nhan vĩnh viễn, thanh xuân bất lão. Ông lão áo xám á khẩu, không biết nên nói gì, cái tên Phong Vô Hận này đúng là cổ quái. Cố chấp đến mức ăn sâu vào xương tủy. Tuy nhiên, trước tiên ta phải lấy được huyền lôi châu, có được viên châu này, dù hai lão ma kia liên thủ thì ta cũng có thể dễ dàng đè bẹp. Đại sư Cổ Nham, với bản lĩnh về linh văn của ông ở quận Kỳ Liêm, không đến nỗi không có cách giúp ta thành công chứ. Ánh mắt Phong Vô Hận lóe lên tia sắc bén, lạnh lùng nói. Yên tâm, bang Huyết Lanh mời phó đại sư, năm đó. Người này bị thư viện Thanh Lộc đuổi đi đấy, cũng chỉ là tên có tiếng không có miếng mà thôi. Còn Tam Ưng Bảo thì có một tiểu nha đầu, xem như có chút bản lĩnh. Bọn họ sao có thể so với ta? Hóa ra ông lão này cũng là một người có tiếng tăm, đó chính là Cổ Đại Sư, người có bản lĩnh về linh văn mạnh nhất trong quận Kỳ Liêm. Đáy động. Hai nhóm người không hề hay biết những gì xảy ra bên trên. Bọn họ đang tạm thời nghỉ ngơi để lấy lại sức. Chuyến đi vừa rồi đã tạo thành thương vong nghiêm trọng, sắc mặt Huyết Lang và Lãnh Bảo Chủ đều cực kỳ khó coi. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể đi đến cùng, không thể quay về được nữa. Phía trước có một cái động phủ. Không bao lâu sau, võ giả cảnh giới Dương Huyền viên mãn đảm nhiệm vai trò thám tử của bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo đồng thời quay về. Mọi người vô cùng mừng rỡ. Không kìm được đứng bật dậy. Đi. Dưới sự dẫn đường của hai thám tử, mọi người cùng tiến về phía trước và dừng lại trước một cái cửa động u ám. Cửa đá trước mặt đóng chặt để lộ sự hấp dẫn vô tận. Đợi sau khi khoảng cách chỉ còn hơn 10 mét, từ ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở trên cửa đá, mọi người còn nhìn thấy hai bức tượng đá thật lớn. Bức tượng cao khoảng nửa mét, đó là hai con mãnh hổ đứng bằng 4 chân. Trông rất khí phách và oai hùng. Dưới ánh sáng mờ nhạt, hai bức tượng mãnh hổ này có vẻ trắng ngần, bóng loáng như ngọc. Bức tượng đá này. Lâm Nhất mơ hồ nhìn qua, cảm thấy bức tượng hơi kỳ quái nhưng không dám xác định. Ánh mắt của những người khác lướt qua bức tượng, vừa nhìn thấy 4 chữ cổ trên cửa hang động thì không thể rời đi được nữa. Kho báu Lôi Vân. Lãnh Bảo Chủ mừng rỡ, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó lấy tay vỗ vào đầu con mãnh hổ bên trái, vô cùng phấn khởi. Ầm ầm. Khi tay ông ta chạm vào bức tượng,
mặt đất lập tức rung chuyển kịch liệt. Trong lúc mơ hồ có tiếng hổ gầm vang lên, dai dẳng không dứt, chấn động điếc cả tai. Hang động dưới lòng đất này như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, kết hợp với tiếng hổ gầm kia khiến mọi người hoảng sợ. Ông làm gì vậy? Ánh mắt lạnh lẽo của Huyết Lang lập tức nhìn thẳng vào lãnh bảo chủ, hắn ta lạnh giọng quát. Lãnh bảo chủ rõ ràng hơi luống cuống, ngơ ngác đáp, ta không biết, ta chỉ chạm nhẹ vào thôi. Ngu xuẩn, ông muốn hại chết chúng ta hay sao? Huyết Lang nổi giận mắng một câu. Trong cơn chấn động kịch liệt, các thành viên bang Huyết Lang đẩy toang cánh cửa đá, vội vàng hô hoán, bang chủ, mau vào thôi. Mọi người không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nối đuôi vào chạy vào trong. Lâm Nhất bình tĩnh đi sau cùng. Khi chuẩn bị đi vào, hắn nhìn về phía bức tượng đá mà lãnh bảo chủ chạm vào trước đó bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn không nghĩ nhiều, đưa tay tung một chưởng vào đầu hổ. Kết quả không có gì khác thường xảy ra, hai bức tượng đá này thoạt nhìn chỉ là tượng bình thường, không có bí mật nào khác. Lạ thật. Lâm Nhất suy tư, chẳng lẽ ông ta thật sự chỉ vô ý chạm vào thôi ư? Nghĩ vậy, Lâm Nhất không cam lòng lắm, lại tung một chưởng vào bức tượng mãnh hổ bên phải, nhưng vẫn không có gì. Đúng lúc này, một ánh mắt lạnh như băng bắn tới từ trong hang động, là phó đại sư do Huyết Lang mời đến. Sau khi vào hang động, ông ta thấy Lâm Nhất không vào thì lập tức chú ý. Lão già này! Lâm Nhất khẽ phất tay áo, nhanh chóng đi vào trong hang động. Có lẽ thật sự không có bí mật gì đâu ha. Sau khi vào hang động, Lâm Nhất không nghĩ nhiều nữa, chỉ âm thầm để ý. Chẳng qua nghi vấn về lãnh bảo chủ không thể loại bỏ trong một thời gian ngắn, người này có gì đó kỳ lạ. Mọi người vào hang động, thận trọng đi về phía trước, những người am hiểu linh trận của hai phe thì dẫn đầu, cẩn thận lần mò ở phía trước. Mặc dù Lôi Vân Tử chỉ kiêm tu linh văn, nhưng những cơ quan mà hắn ta để lại trên đường đi cũng đủ khiến người ta ứng phó mệt mỏi. Vì có thể gặp nguy hiểm mọi lúc mọi nơi nên ông lão áo tím đang canh chừng Lâm Nhất không thể phân tâm chú ý tới Lâm Nhất nữa. Ông ta dẫn người của bang Huyết Lang đi thẳng về trước, thận trọng phá giải linh trận. Về phe Tam Ưng Bảo, họ chỉ có thể dựa vào Lãnh Hương Vân. Tuy nha đầu này chỉ là huyền sư nhị phẩm, nhưng nàng ta thông minh lanh lợi, trên đường đi học hỏi rất nhanh, mỗi khi có điều gì không hiểu thì ngoảnh đầu lại nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất không thành thạo trận pháp lắm, nhưng lúc ở Thư viện Thiên Phủ cũng coi như là đã mở mang tầm mắt, đặc biệt là sau khi trải qua khóa huấn luyện địa ngục của Mặc Linh. Ít nhất thì trong kho báu Lôi Vân, nếu chỉ xét về trình độ linh văn, ông lão được gọi là phó đại sư kia chưa chắc có thể giỏi hơn hắn bao nhiêu. Hồn ấn phượng vũ của hắn còn ẩn chứa một tia uy lực thần văn, đây cũng là ưu thế mà phó đại sư không thể so sánh được. Hắn cũng không keo kiệt, tiểu nha đầu hỏi, hắn đều trả lời tất cả những câu hỏi mà có thể giải đáp. Được sự giúp đỡ của Lâm Nhất, tổn thất mà Tam Ưng Bảo phải chịu không nhiều thiệt hại như bang Huyết Lang. Thậm chí có nhiều lần Tam Ưng Bảo đã may mắn bình an thông qua những linh trận mà bang Huyết Lang không thoát được, khiến Huyết Lang thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn Lâm Nhất. Lúc trước hắn ta cho rằng Tam Ưng Bảo chỉ có một mình Lãnh Hương Vân có trình độ linh văn tạm được, nhưng cũng không thể so sánh với phó đại sư. Cho dù tạm thời liên minh, sau khi vào kho báu Lôi Vân, lúc đó đám người Tam Ưng Bảo sẽ tổn thất rất lớn. Khi tiến vào khu vực trung tâm của kho báu, Tam Ưng Bảo sẽ có chênh lệch với bang Huyết Lang, không thể chống lại họ. Bây giờ xem ra đã bị Lâm Nhất làm hỏng. Dừng lại. Khi mọi người đang định bước lên bậc thang để lên bục cao ở phía trước, mặt phó đại sư chợt biến sắc, ông ta dùng tay ra hiệu cho tất cả thành viên bang Huyết Lang đằng sau dừng lại. Phụ thân, phía trước có gì đó kỳ lạ, mọi người cẩn thận một chút. Lãnh Hương Vân nhíu mày, cũng nhẹ giọng dặn dò. Trên bục cao, Lãnh Hương Vân và phó đại sư đều không nhận thấy sự dao động của Linh Văn, nhưng trực giác lại mách bảo có gì đó kỳ lạ, không dám thiếu cảnh giác. Nhưng ở đây không còn ngã rẽ nào khác, dù nhận thấy được nguy hiểm thì vẫn phải bất chấp tiến tới. Mọi người chỉ có thể đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng. Sau khi mọi người bước lên bục, ở cuối tầm mắt xuất hiện một hành lang rất dài. Họ còn chưa kịp phản ứng,
hàng trăm hàng nghìn viên bi thép đột nhiên rơi xuống bục, vừa chạm đất đã nổ tung. Bùm bùm. Tiếng nổ lớn như tiếng sét đánh, những viên bi thép phát ra ánh điện chói mắt khiến người ta không mở mắt ra nổi. Xoẹt, xoẹt. Tiếng xé gió chói tai liên tục vang lên, trong nháy mắt có vô số lưỡi dao mảnh bắn ra từ viên bi thép nổ, xoay tròn cắt vào không khí làm phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Những lưỡi dao này vô cùng sắc bén, ẩn chứa sức bật kinh người, rất nhiều cao thủ cảnh giới Dương Huyền đứng trước bị cắt đứt đầu. Đi! Mọi người kinh hãi, vận chuyển chân nguyên đến cực hạn để tự vệ, liều mạng chạy tới trước. Keng keng keng! Mọi người thi triển võ kỹ hoặc dùng binh khí đánh nát lưỡi dao, hoặc dựa vào chân nguyên hùng hậu bắn bay lưỡi dao, hoặc thôi phát thân pháp đến mức cao nhất, không đối đầu với lưỡi dao. Trong thời khắc nguy hiểm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được chênh lệch về thực lực. Bất luận là huyết lang hay ba cao thủ cảnh giới âm dương của Tam Ưng Bảo đều lộ ra tay nghề điêu luyện. Mỗi lần ra tay đều có thể dễ dàng đánh nát lưỡi dao, còn có thể bảo vệ rất nhiều thuộc hạ phe mình. Keng keng keng. Lâm Nhất âm thầm thi triển Thương Long Cửu Biến, một lớp da hình sét bao trùm toàn thân, hắn điềm nhiên như không đi tới trước. Những lưỡi dao bắn vào người Lâm Nhất phát ra tia điện mờ nhạt, hoàn toàn không thể làm hắn bị thương. Những viên bi thép kỳ lạ kia tựa như một cơn bão, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nó không kéo dài quá lâu, mọi người đều vượt qua nguy hiểm. Ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả những thi thể chết thảm trên bục cao đều không được hoàn chỉnh, khiến mọi người trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù lưỡi dao sắc bén, nhưng trên thực tế nó không gây nguy hiểm quá lớn đối với võ giả cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Chủ yếu vì bị tiếng sét và tia điện làm ảnh hưởng, rất nhiều người không kịp đề phòng nên mới bất hạnh mất mạng. Tiểu tử này hơi kỳ quặc, có thể là một biến số, cần phải nhanh chóng diệt trừ. Ông lão áo tím nhìn Lâm Nhất, âm thầm truyền âm cho huyết lang. Địa vị của phó đại sư trong bang huyết lang khá cao, lời ông ta nói còn rất có sức thuyết phục. Huyết lang cười khẩy đáp, yên tâm, ta đã sớm chú ý tới tiểu tử này, nhưng hắn không là gì cả, một tên vô dụng cảnh giới Dương Huyền Đại Thành thôi. Lát nữa trở mặt, ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Đại ca, tiểu tử này càng lúc càng kỳ quái, đến bây giờ vẫn bình tĩnh, không để lộ thực lực. Hoàn toàn không nhìn ra được thực lực, hắn đi cùng đội ngũ chúng ta có vấn đề gì không? Cùng lúc đó, hai vị bảo chủ khác của Tam Ưng Bảo cũng nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt không tin tưởng lắm. Lãnh bảo chủ điềm tĩnh quan sát Lâm Nhất, thầm trả lời, đợi lát nữa rồi tính sau, ta thấy trình độ linh văn của hắn có vẻ mạnh hơn nha đầu Hương Vân, vẫn còn giá trị lợi dụng. Cả hai phe đều không dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục tiến về trước. Không lâu sau, nguy hiểm lại xuất hiện. Trong một khu vực có vẻ yên bình, trên thực tế là một bức linh đồ rộng lớn, linh văn thuộc tính thổ trong tranh vẽ ra một vũng bùn lầy hơi nước mịt mù dưới chân mọi người. Dưới bùn thỉnh thoảng có dây leo máu được vẽ từ linh văn thuộc tính mộc, một khi bị cuốn lấy sẽ bị hút sạch máu. Trong giây lát đã có vài cao thủ Tam Ưng Bảo phát ra tiếng hét thê thảm. Phó đại sư liên tục cười khẩy, ông ta đang cầm một món linh bảo. Một tay kết ấn, những sợi dây leo máu kia chưa tới gần đã biến thành điểm sáng, trở thành linh văn ban đầu in xuống đất. Trước sự bảo vệ của ông ta, bang huyết lang đi theo sát ông ta nên rất ít người bị thương. Bức linh đồ này vượt xa tầm hiểu biết của Lãnh Hương Vân, nàng ta bị kẹt bên trong, chỉ có thể cố gắng tự vệ. Khi thấy người của Tam Ưng Bảo lần lượt bị mắc kẹt, nàng ta luống cuống đi cứu người, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Vù! Lâm Nhất vốn đang đi chậm tới trước đột nhiên bay lên kéo Lãnh Hương Vân, ngay sau đó có 9 sợi dây leo máu lướt ngang qua nha đầu này, lao thẳng về phía Lâm Nhất trên không trung. Không đủ năng lực thì đừng cậy mạnh. Lâm Nhất nhỏ giọng dặn một câu, lòng bàn tay hiện ra linh văn vàng rực, đó là linh văn Phượng Vũ, hồn ấn bản mệnh của hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên giữa không trung, linh văn Phượng Vũ bay ra khỏi lòng bàn tay rồi bay lượn. Tay Lâm Nhất không hề dừng lại, từng đường linh văn hiện ra, linh văn Phượng Vũ kéo chúng tạo thành hình giống phượng hoàng lửa. Rắc, rắc, rắc. 9 sợi dây leo máu bay tới lập tức bị đánh nát. Vẫn chưa hết, Lâm Nhất đưa tay ra, hình phượng hoàng lửa hơi thô này chui xuống mặt đất. Tiếng ầm ầm lập tức vang lên,
những tiếng nổ tung không ngừng vang bên tai, ngay sau đó ánh lửa tỏa ra bốn phía, linh đồ do Lôi Vân Tử để lại ở đây bị hủy hoại hoàn toàn, mặt đất trở lại bình thường. Lâm đại ca, huynh lại cứu ta nữa rồi. Sau khi tiếp đất, Lãnh Hương Vân nghịch ngợm cười nói với Lâm Nhất. Nhà đầu này thật chủ quan, không hề biết rằng nếu vừa rồi không có Lâm Nhất ra tay thì nàng ta sẽ chết tại đây, chỉ nghĩ Lâm đại ca lại cứu nàng ta một lần nữa. Lãnh bảo chủ ở bên cạnh nhìn Lâm Nhất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mà có tiểu tử này, nếu không lần này sẽ tổn thất khá lớn, xem ra quyết định của ông ta trước khi đi hoàn toàn không sai. Lại là tiểu tử này. Ở bên khác, trong mắt Huyết Lang có tia sáng lạnh xẹt qua, tràn ngập sát ý. Trong hang động, con đường tìm kiếm kho báu vẫn không quá thuận lợi. Linh trận mà Lôi Vân Tử để lại nhiều vô số kể, tên ma đầu đã từng tung hoành Nam vực năm đó chỉ mới học sơ về linh văn đã khiến người đời sau vô cùng đau đầu. Đến cả cái bóng của bảo vật còn chưa thấy mà thương vong đã hơn một nửa, cực kỳ tàn khốc. Cứ một lát lại có một, hai người chết, Bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo đều không thể tránh được. Hai canh giờ sau, một cánh cửa đá chặn đường mọi người, trước cửa này cũng có hai bức tượng đứng ở hai bên. Bùm! Chỉ là trong hoàn cảnh tối tăm, mọi người còn chưa nhìn thấy rõ tượng đá, Lãnh bảo chủ đã đánh một chưởng vào cửa. Người của Tam Ưng Bảo nổi đuôi nhau vào, các thành viên Bang Huyết Lang lập tức chửi bậy, đuổi sát theo sau. Khi định bước vào cửa đá, Lâm Nhất đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bèn ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai bức tượng đá rõ ràng là hai con rùa đá rất to, trên mai rùa của chúng có một con rắn trông rất kỳ lạ. Bang! Nhưng không đợi hắn nhìn thấy nhiều chi tiết hơn, cánh cửa đá đã đóng sầm lại, nếu muốn xem tiếp thì phải mở cửa đá ra, nhưng làm vậy hiển nhiên sẽ khiến những người khác chú ý tới, Lâm Nhất đành phải tạm thời quên đi. Rốt cuộc là có ý gì? Bây giờ Lâm Nhất đã có thể xác định đại khái. Bất kể là bức tượng mãnh hổ trước đó hay tượng rùa đá trước mặt này, cả hai chắc chắn đều có bí mật riêng của nó. Vừa qua cánh cửa đá thứ hai, Bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo vốn bằng mặt không bằng lòng đều bắt đầu tăng tốc, cả hai phe đều mơ hồ cảm thấy không bao lâu nữa sẽ đến khu vực trung tâm của kho báu Lôi Vân. Rầm rầm. Sau khi đi được 10 dặm, có tiếng nước chảy thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một con sông rộng khoảng trăm trượng, chặn lại đường đi của bọn họ. Trên mặt sông có sương mù lượn lờ, mùi hôi thối tản ra, khiến người ta phải cau mày. Cầu. Trong Bang Huyết Lang có người tinh mắt giơ tay chỉ. Một cây cầu khá cũ kỹ được chế tạo từ lãnh ngọc xuất hiện trong sương mù mờ tối. Có thể thấy thấp thoáng cuối cầu là một cánh cửa đá. Đi. Huyết Lang tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Một người một ngựa dẫn theo bang chúng chạy về phía trước. Ông lão áo tím mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Huyết Lang đã đi, ông ta đành phải đuổi theo. Lâm Nhất lạnh nhạt dừng lại không tiến lên. Lãnh bảo chủ cảm nhận được điều kỳ lạ, vội vàng gọi tinh nhuệ của Tam Ưng Bảo dừng bước, nhưng vẫn có một vài người không chịu nổi cám dỗ, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Ao ao! Dòng nước dưới sông đột nhiên chảy xiết, trong sương mù mờ mịt. Vô số những con giáp trùng vỗ cánh xuất hiện, bay nhanh tới. Cảnh tượng đáng sợ kia khiến người ta sởn tóc gáy. Thi giáp trùng. Lãnh bảo chủ hít một hơi khí lạnh, sắc mặt thay đổi. Thi giáp trùng. Một trong những kỳ trùng thượng cổ, thích sống ở lòng đất tối tăm ẩm ướt, thích hút máu sinh linh. Trên người nó có mùi hôi tanh, sức tàn phá rất mạnh, dù là bảo khí bình thường cũng chưa chắc có thể chặn được nó. Càng khỏi phải nói tới những thân thể làm từ máu thịt. Thi giáp trùng sống đơn độc thì không quá nguy hiểm, nhưng nó gần như chưa từng sống đơn độc. Chỉ cần nó xuất hiện chắc chắn sẽ như ong vỡ tổ, ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí là hơn nghìn vạn. Ở thời kỳ thượng cổ có võ giả tà đạo khá đáng sợ điều khiển rắn trùng chuột kiến để ngăn chặn kẻ thù, được gọi là khống trùng sư. Khống trùng sư mạnh nhất có thể điều khiển được cả trăm triệu côn trùng, cực kỳ đáng sợ. Khống trùng sư đã không còn được truyền thừa từ lâu, khi còn sống, Lôi Vân Tử này có thể tìm được nhiều thi giáp trùng như thế, xem ra cũng có chút thủ đoạn. Thi giáp trùng cũng có phân chia cấp bậc, tồn tại cao cấp nhất thân khoác giáp vàng,
trên vỏ có ánh sáng tinh thần bao phủ, là tồn tại mà cả tinh quân cũng phải đau đầu. Đám thi giáp trùng trước mắt người đầy mùi hôi, rõ ràng là tồn tại cấp bậc thấp nhất. Nhưng dù thế, dưới tình huống đông như vậy vẫn khiến người ta sởn tóc gáy, không rét mà run. Con sông này vốn không hề có nước, tiếng nước chảy khi nãy là tiếng vỗ cánh của đám thi giáp trùng này. Nét mặt lãnh bảo chủ nặng nề, ông ta trầm ngâm nói, muốn đi qua cây cầu kia, ngoài cường giả cảnh giới âm dương có thể chắc chắn 10 phần, thì dù là dương huyền viên mãn cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn dương huyền đại thành, e rằng sẽ cửu tử nhất sinh. Bảo chủ, vậy chẳng phải chúng ta sẽ chết chắc sao? Nghe ông ta nói thế, những tinh nhuệ còn lại của Tam Ưng Bảo thoáng chốc tái mặt. Khó khăn lắm mới đến được nơi này, lúc thấy sắp đến khu vực trung tâm của kho báu Lôi Vân lại được biết rằng không thể tiếp tục tiến lên nữa, e rằng không ai có thể chấp nhận được. Lãnh bảo chủ lạnh nhạt nói, ta và hai vị bảo chủ khác mỗi người có thể bảo vệ một người, còn những người khác thì xem ý trời vậy. Có thể ở đây đợi chúng ta trở về, chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích. Cũng có thể mạo hiểm đi qua cầu cùng chúng ta. Ha ha, các ngươi đã may mắn lắm rồi, nhìn đám người của bang huyết lang đi, đấy mới thật sự là thê thảm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Bang huyết lang vừa xông lên trước mặt đã hoàn toàn chìm ngập trong đại dương thi giáp trùng, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới đất có thêm mấy bộ xương, chỉ trong chốc lát đã có mấy võ giả dương huyền đại thành bị gặm sạch máu thịt. Tuy đa số võ giả đến đây đều đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết, nhưng chết thế này thật sự quá tàn khốc. Oanh! Trong đống thi giáp trùng đột nhiên có một tia lửa phóng lên cao, sau đó biến thành một con viêm long điên cuồng di chuyển. Rất nhiều thi giáp trùng xung quanh bị đốt thành cho bụi, gần như chỉ cần đụng vào là chết. Đó là huyết lang ra tay, uy lực đáng sợ của giáp viêm long hoàn toàn được triển khai. Nhưng đám thi giáp trùng này thật sự quá đông, huyết lang cũng không thể bảo vệ được tất cả bang chúng, chỉ có thể sa sầm mặt giết thẳng về phía trước. Ha ha, có lão cẩu kia dẫn đường cho chúng ta, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều, Hương Vân, con đi theo ta. Thấy cảnh này, sắc mặt lãnh bảo chủ trở nên dữ tợn. Phụ thân, Lâm đại ca phải làm sao? Lãnh Hương Vân nghe phụ thân nói Dương Huyền Đại Thành sẽ chết chắc thì lập tức nghĩ đến Lâm Nhất. Trên đường đến đây, Lâm công tử còn chẳng bị thương chút nào, Hương Vân con vẫn nên lo rằng phụ thân có thể bảo vệ con hay không thì hơn. Lãnh bảo chủ cười ấm áp, nhẹ giọng nói. Tuy nói thế, nhưng sâu trong lòng ông ta cũng không cho rằng Lâm Nhất có thực lực này, trước đó đối phương dùng thủ đoạn của huyền sư mới có thể vượt qua được. Đối phó với thi giáp trùng không thể sử dụng kỹ xảo, ông ta không tin hắn có thể sống sót ra ngoài. Dù sao tiểu tử này cũng hết giá trị lợi dụng rồi, tốt nhất nên chết ở đây, nếu không vào đến kho báu sẽ rất phiền phức. Đương nhiên ông ta không muốn chia cho Lâm Nhất kho báu Lôi Vân Tử để lại khi còn sống. Chết ở đây, ông ta cũng đỡ phải ra tay. Đi! Không đợi Lâm Nhất trả lời, lãnh bảo chủ lập tức dắt tay Lãnh Hương Vân, dẫn người của Tam Ưng Bảo tiến về phía trước. Những người còn lại cũng chẳng để tâm đến sống chết của Lâm Nhất. Tuy trên đường đến đây, nhờ vào Lâm Nhất bọn họ mới có thể thoát chết nhiều lần, nhưng những người ở đây đã quen với sinh tử, cũng không hề thấy biết ơn vì chuyện đó. Chỉ có nha đầu Lãnh Hương Vân không ngừng quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt trong veo chứa đầy lo lắng. Đám người nhanh chóng xông vào đám sương mù xám xịt kia. Lâm Nhất đứng yên tại chỗ mặc cho bọn họ rời đi, sắc mặt không hề thay đổi. Có điều khi thấy vẻ mặt của Lãnh Hương Vân, trong mắt hắn thoáng lộ vẻ nghi ngờ. Nơi này nguy hiểm như thế, trên đường đến đây đã có mười mấy người chết giữa đường rồi. Ai lại to gan đến mức dẫn cả nữ nhi ruột thịt của mình theo? Kỳ lạ! Chắc chắn họ Lãnh này che giấu điều gì đó, bang huyết lang hành động bí ẩn như thế nhưng lại trùng hợp bị ông ta tìm thấy cũng là một điểm khả nghi. Vụt, vụt, vụt! Bang huyết lang và Tam Ưng Bảo lần lượt đi lên cầu ngọc. Liều mạng chạy sang bờ bên kia. Chỉ có khoảng cách trăm trượng ngắn ngủi, nhưng vì đám thi giáp trùng ùn ùn kéo đến ngăn cản, gần như mỗi giây đều có một người mất mạng. Sau nửa chung trà, huyết lang và phó đại sư đã qua cầu. Không lâu sau đó,
ba bảo chủ của Tam Ưng Bảo, mỗi người bảo vệ một người cũng đồng thời đến nơi. Còn những người còn lại, dù là cường giả Dương Huyền viên mãn cũng mang sắc mặt vô cùng khó coi. Một đám thi giáp trùng lao vào người bọn họ, không ngừng gặm cắn chân nguyên hộ thể của bọn họ. Đau quá! Ta sắp chết rồi! Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, lại có mấy tinh nhuệ cảnh giới Dương Huyền viên mãn không chịu đựng được ngã xuống trước lối ra. Cả người bị gặm cắn thê thảm, thấy mà giật mình. Cuối cùng, Bang Huyết Lang chỉ còn lại 6 người còn sống, Tam Ưng Bảo cũng không nhiều hơn là mấy, chỉ còn lại 7 người. Đội ngũ lúc đầu có hơn 50 người, mà bây giờ chỉ còn lại mấy người ít ỏi. Con đường này quá tàn khốc. Huyết Lang trừng lãnh bảo chủ, rõ ràng bất mãn vì ông ta lợi dụng mình để mở đường. Lúc đầu có phó đại sư tỏa chấn, tổn thất của Bang Huyết Lang luôn ít hơn đối phương. Lần này đã hoàn toàn hòa nhau rồi. Đi xem thử. Sợ thi giáp trùng phía sau đuổi theo, Huyết Lang quát một tiếng, sau đó dẫn mấy người còn lại, vội vàng mở cửa đá trước mặt. Ta sợ ngươi chắc. Lãnh bảo chủ đã tính trước mọi chuyện, cười châm chọc một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Lãnh Hương Vân quay đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ mất mát, nhiều lần muốn trở về xem rốt cuộc Lâm Nhất thế nào rồi. Nhưng không đợi nàng ta nghĩ ra cách, hai bảo chủ còn lại đã giữ lấy nàng ta, bước nhanh về phía trước. Hai bên vô cùng vội vã, đều không chú ý đến hai pho tượng đứng thẳng trước cửa đá. Một lúc lâu sau đó, trên cầu ngọc có một bóng người mặc áo xanh chậm rãi đi xuống, mùi máu sinh linh trên người hắn khiến đám thi giáp trùng kia kéo nhau tiến lên như thiêu thân lao vào lửa. Xèo, xèo. Nhưng những con thi giáp trùng này chỉ dừng lại trên người hắn trong chốc lát đã bị một lực lượng lôi đình đánh bay, hoàn toàn không thể dừng lại. Lâm Nhất cứ thế ung dung đi về phía trước, sau khi đi thẳng qua cầu mới khiến tấm chắn đặc biệt trên da biến mất. Chiến giáp lôi văn này còn hữu dụng hơn trong tưởng tượng của mình nhiều. Trên đường đến đây, hắn nhiều lần nhờ chiến giáp đặc biệt này mà gặp giữ hóa lành, gần như không tốn chút sức nào. Đây là dưới tình huống Thượng Long Cửu Biến vẫn chưa đột phá tầng 3, nếu đột phá tầng 3, e rằng còn đáng sợ hơn nữa. Lâm Nhất đảo mắt, lập tức nhìn thấy hai pho tượng đá kia. Đây là hai pho tượng đá rồng màu xanh, rất có thần vận, trong bóng tối, nó tựa như một vật sống, vô cùng uy nghiêm. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, hình như đám thi giáp trùng kia sợ uy thế này nên mới không dám tiến lên. Nhưng nhìn bằng mắt thường, hoàn toàn không thể nhìn ra điều bí ẩn của tượng đá. Lâm Nhất nhắm mắt nhớ lại, xem rốt cuộc lúc đầu lãnh bảo chủ đã chạm vào tượng đá nào. Cùng lúc đó, hai người Phong Vô Hận tham lợi trước mắt, Quên Hoa sau lưng cũng đã dễ dàng đi tới cánh cửa đá thứ hai. Cổ đại sư có tiếng là người có thành tựu linh văn cao nhất quận Kỳ Liêm nhìn chằm chằm hai con rùa đá. Một lúc sau, gã trầm giọng nói, quả nhiên là có điều bí ẩn, có lẽ hai pho tượng này có liên quan đến toàn bộ kho báu lôi vân, mỗi pho tượng chứa đựng một linh ấn. Linh ấn như ký hiệu đặc biệt để tiến vào một nơi nào đó, nếu không có thì sẽ không thể mở ra. Phong Vô Hận nhìn hai pho tượng đá, lạnh lùng nói, hai pho tượng đá, nói cách khác là linh ấn có thật có giả. Nếu là thật thì tốt, còn gặp phải giả thì sao đây? E rằng sẽ rất thê thảm, ta đoán đám người phía trước đã nếm trải rồi. Cổ đại sư cười nói. Ngươi cần bao lâu để phán đoán thật giả? Cho ta 2 canh giờ là được. Trong mắt cổ đại sư lóe lên vẻ kiêu ngạo, vô cùng tự tin nói. Không thể đợi lâu thế được, ngươi bên trái ta bên phải, cùng nhau ra tay. Phong Vô Hận hờ hững nói. Sau đó đi về phía tượng đá bên phải. Sắc mặt cổ đại sư thoáng cứng đờ, thấy đối phương đã cố chấp như thế, gã băn khoăn một lúc rồi vội nói, người bên trái ta bên phải. Sao cũng được. Phong Vô Hận nhìn gã, cũng không tranh cãi. Hai người lần lượt chạm vào hai pho tượng đá, trong nháy mắt có hai đạo linh ấn di chuyển từ trên người rùa đá vào lòng bàn tay bọn họ. Một khắc sau, có một tiếng nổ vang lên, cả cánh tay phải của cổ đại sư bị nổ nát, người bay ra xa. Sắc mặt gã tái nhợt, đau đớn không thôi. Tay của ta, tay của ta. Cổ đại sư nhìn vết thương máu chảy đầm đìa, hoảng hốt lo sợ, không ngừng hô to.
Phong Vô Hận nhìn gã, lại nhìn linh ấn huyền quy trong lòng bàn tay mình, thầm nói thật nguy hiểm. Sau nỗi khiếp sợ, trên khuôn mặt như thiếu niên của ông ta xuất hiện nụ cười, nói với vẻ trầm ngâm, cổ đại sư, đừng lề mề nữa, xử lý sơ qua rồi mau đi thôi, khi còn sống, Lôi Vân Tử này có một dị bảo gọi là tay huyết ưng, nếu ta nhớ không lầm thì hình như là một cái tay giả. Ha ha, tay giả này còn tốt hơn cả tay thật nữa, ngươi đúng là có phúc. Cổ đại sư tức chết nhìn chằm chằm đối phương, giận muốn hộc máu, nhưng lại không thể nói gì. Lựa chọn này là gã tự muốn đổi, khổ mà không thể nói. Bên trái hay bên phải, nên chọn thế nào đây? Vào khoảnh khắc mở mắt ra, trong lòng Lâm Nhất đã có quyết định, nhớ không nhầm thì lãnh bảo chủ đã chọn bên trái. Dù ông ta có biết gì đó hay không thì chọn bên trái vẫn là đảm bảo nhất. Lâm Nhất tiến lên một bước. Đặt tay lên pho tượng bên phải, lúc buông tay, lòng bàn tay hắn đã có thêm một linh ấn hình rồng màu xanh. Nhìn kỹ vào, có thể thấy thực tế linh ấn này được phác họa dung hợp từ rất nhiều linh văn phức tạp. Nó không có uy thế dao động quá mạnh mẽ, mà giống như một chìa khóa bí mật nào đó hơn, chìa khóa bí mật được tạo nên từ linh văn. Linh ấn đan xen trong lòng bàn tay, không ngừng di chuyển, muốn từ lòng bàn tay lan ra khắp người. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên. Nghĩ đến lỗ thủng xuất hiện khi linh trận trong sơn cốc bị hủy diệt lúc ban đầu, hắn cứ cảm thấy hơi kỳ lạ. Ác quỷ khi còn sống có nhân cách hoàn toàn vặn vẹo như Lôi Vân Tử sẽ thật sự để lại báu vật và truyền thừa của mình cho người đời sau giống những cao nhân khác sao? Linh ấn thanh long này vẫn nên ở yên một chỗ thì hơn. Trong mắt Lâm Nhất có tinh mang lóe lên. Hắn điều động tử diên kiếm quyết, chân nguyên cuồn cuộn có kiếm ý gia trì, linh ấn bị hắn phong ấn trong lòng bàn tay không thể di chuyển. Đợi sau khi chắc chắn linh ấn thanh long đã bị chặn lại, hắn mới yên tâm. Tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Lúc đầu pho tượng là mãnh hổ, sau đó là rùa đá, bây giờ là thanh long. Bạch hổ, huyền quy, thanh long. Trước mặt Lâm Nhất sáng lên, trong lòng hắn thoáng chốc thông suốt. Muốn đi đến trung tâm của kho báu Lôi Vân, e rằng phải đi qua bốn cánh cửa đá. Mỗi một cánh cửa đá đều chứa đựng huyền cơ, cất giấu một linh ấn để tiến vào khu vực trung tâm. Nói cách khác, nếu không có linh ấn, dù có liều mạng đi tới khu vực trung tâm cũng không thể nào đi vào, không thể lấy được bất cứ một bảo vật nào. Nếu thế thì có lẽ cánh cửa đá còn lại sẽ có hai pho tượng chu tước. Lâm Nhất nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn nhìn linh ấn thanh long bị phong ấn trong lòng bàn tay, cho dù thế nào thì hắn cũng đã có tư cách tiến vào khu vực trung tâm rồi. Cho dù Lôi Vân Tử hay lãnh bảo chủ kia có âm mưu gì, ít nhất hắn cũng sẽ không trở về tay không. Còn lại một linh ấn, huyết lang có thể nghĩ ra hay không là chuyện của hắn ta. Phải nghiêm túc thôi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên phong mang lạnh lõ, hắn hờ hững đứng nhìn lâu như thế. Có lẽ người của bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo đều cho rằng hắn là quả hồng mềm, có thể bóp nát bất cứ lúc nào. Vậy ta sẽ chơi với các người, xem thử ai mới có thể là người cười đến cuối cùng. Ở một nơi khác, những người còn lại của bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo đi qua cửa đá, ngựa không ngừng vó tăng tốc đến mức tối đa, liều mạng chạy về phía trước. Hai bên đều nhận ra nơi này đã cách trung tâm không còn xa nữa. Bây giờ nếu chậm một bước sẽ hoàn toàn bị đối thủ chiếm được lợi thế, nói không chừng vô số báu vật Lôi Vân Tử để lại và phệ huyết ma điển giúp lão ta xưng bá nam vực đều sẽ rơi vào tay đối phương. Nhưng trên đường đi vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Lúc đi tới trước cánh cửa đá cuối cùng, bang Huyết Lang chỉ còn lại Huyết Lang và Phó Đại Sư, Tam Ưng Bảo cũng chỉ còn ba bảo chủ và Lãnh Hương Vân, những người còn lại đều đã chết hết. Nhớ lúc trước khi đến đây. Mọi người đều vô cùng hưng phấn, ai cũng tưởng tượng sau khi lấy được báu vật của Lôi Vân Tử sẽ tuyệt vời thế nào. Nhưng đến cuối cùng còn chưa vào đến khu vực trung tâm đã bị Huyết Lang và lãnh bảo chủ xem như kẻ thế mạng. Nếu không có những tinh nhuệ này đi cùng, dù mấy người họ có tu vi cảnh giới âm dương, muốn đi đến nơi này cũng sẽ bị thương nặng. Lại có hai pho tượng. Huyết Lang đảo mắt nhìn về phía hai pho tượng chim thần đỏ như lửa. Trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Tuy pho tượng kia trông rất sống động, thần vận như thật, như có thể sống lại bất cứ lúc nào.
nhưng hắn ta lại không cảm nhận được điều gì kỳ lạ, chỉ thấy đây là một pho tượng đá hiếm thấy mà thôi. Cánh cửa cuối cùng rồi. Lãnh bảo chủ nhìn chằm chằm cửa đá, tỏ vẻ sốt ruột. Vụt. Còn chưa dứt câu, ông ta đã bay lên, lao về phía cửa đá. Trong nháy mắt đã đẩy cửa đi vào trong. Huyết lang thoáng phân tâm, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn ta mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nhưng lúc muốn mở cửa ra, hắn ta hơi dừng lại, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn, quay đầu nháy mắt với phó đại sư. Ầm. Đợi hắn ta mở cửa đá, hai cánh cửa lập tức đóng chặt, một cung điện đóng kín cửa xuất hiện trước mặt bọn họ. Cung điện rất to lớn và kín kẽ, hoàn toàn không có chút khe hở, ba mặt đều là vách tường vững chắc, ngoài ra cũng chỉ còn lại 9 cái quan tài gỗ được xếp thẳng hàng bên trong. Đây là... Phó đại sư đuổi theo sau khi đi vào, ông ta thoáng sửng sốt. Hết đường đi rồi. Cung điện trước mắt không giống với khu vực trung tâm trong tưởng tượng của mọi người cho lắm. Nếu nơi này là điểm cuối thì thật sự hơi khó coi, một ác quỷ như Lôi Vân Tử không thể chôn mình trong quan tài gỗ đơn sơ như thế được. Vào lúc hai người cảm thấy nghi ngờ, 9 quan tài gỗ đồng thời nổ tung, trên người những thi thể chết đã lâu trong quan tài tản ra ma khí màu đen, chết mà sống lại, chợt nhảy ra ngoài. Khóe miệng phó đại sư giật giật. Ông ta run rẩy nói, dối người. Nhìn cách ăn mặc của những người này, có lẽ đây là thợ xây động phủ cho Lôi Vân Tử khi còn sống, sau đó bị lão ta luyện hóa thành con rối. Không ít huyền sư cao tay đều biết luyện chế con rối, nhưng tế luyện người sống từ thời kỳ thượng cổ đã được xem là chuyện đại nghịch bất đạo, sẽ bị trời phạt, vẫn luôn bị cấm. Lôi Vân Tử này đúng là độc ác, chẳng trách được người ta gọi là ác quỷ, tiếng xấu vang xa. Gào. Không lâu sau, 9 con rối người nhận ra hơi thở người sống, lập tức trở nên hung ác, lao về phía đám người. Tự tìm đường chết. Huyết lang hừ lạnh một tiếng, giáp viêm long trên người hắn ta có ánh lửa dâng lên, ngưng tụ thành một con viêm long hung hãn, vờn quanh người. Viêm long quấn quanh, uy thế của cường giả cảnh giới âm dương trên người hắn ta trở nên vô cùng cuồng bạo. Trong lúc hắn ta tiến lên, khí thế đáng sợ trên người hắn ta đã thăng lên gần như là cảnh giới âm dương đại thành. Mỗi khi hắn ta đánh ra một quyền, viêm long kia sẽ quấn quanh cánh tay hắn ta, đầu rồng và quyền mang dung hợp. Khi quyền mang nổ tung, tiếng vang động trời xuất hiện, không thể phân biệt là tiếng viêm long gào thét hay là âm thanh của quyền mang. Khí thế tấn công dữ dội khiến người ta sợ hãi, giáp viêm long vô cùng cứng rắn. Hắn ta hoàn toàn không sợ thế tấn công tràn đầy chất độc và tính ăn mòn của rối người. Một mình hắn ta đấu với 4 con rối người, nhưng vẫn có thể áp đảo hoàn toàn. Còn bên phía Tam Ưng Bảo, 3 người mới có thể miễn cưỡng ngăn cản 4 con rối người, ngoài lãnh bảo chủ, 2 người còn lại có vẻ hơi vất vả, cũng rất kiêng dè ma khí thối giữa trên người rối người kia. Một rối người cuối cùng là do Phó Đại Sư và Lãnh Hương Vân liên thủ giữ chân nó. Trận chiến kịch liệt kéo dài suốt nửa canh giờ, 9 rối người lần lượt bị tiêu diệt, nhưng mấy cường giả cảnh giới âm dương ít nhiều cũng đều bị thương. Cho dù huyết lang trông không có thương tích gì, nhưng sắc mặt hắn ta cũng tái nhợt, đã tiêu tốn không ít chân nguyên. Ha ha, huyết lang, có lẽ người bất ngờ lắm nhỉ, vì sao vất vả đến tận nơi này nhưng vẫn là một ngõ cụt. Lãnh bảo chủ và 2 bảo chủ khác đứng cạnh nhau, bảo vệ Lãnh Hương Vân sau lưng mình. Cười châm chọc nhìn đối phương. Vào lúc đối phương vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, lãnh bảo chủ cười to, ông ta điều động chân nguyên, chợt xòe bàn tay ra. Oanh! Linh ấn bạch hổ được chân nguyên rót vào, lập tức lóe lên ánh sáng, cung điện không ngừng rung động. Trần cung điện trên đầu bọn họ có nham thạch nứt ra, không ngừng rơi xuống. Trên vách tường phía trước cung điện, một bức bích họa dựng thẳng đột nhiên xuất hiện. Bức bích họa dài đến 2 mét, trông giống như một cánh cửa đồng, trên cửa động chạm trổ bức họa của thần thú Bạch Hổ. Trong mắt lãnh bảo chủ đầy vẽ giễu cợt, lạnh lùng nói, chắc ngươi đã hiểu ra, nhưng quá muộn rồi, cánh cửa này chỉ có thể vào không thể ra, muốn quay đầu là chuyện không thể nào. Huyết lang nhìn bức họa trên vách tường, lại nhìn linh ấn trong lòng bàn tay của đối phương,
cười nói, thì ra là thế, đa tạ ông đã giải thích cho ta hiểu. Nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương, lãnh bảo chủ lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Phó đại sư bên cạnh Huyết Lang cười châm chọc, đột nhiên xòe tay ra. Oanh! Bên cạnh bích họa Bạch Hổ có một bức bích họa Chu Tước chậm rãi xuất hiện, tựa như một quyển trục dài từ từ mở ra. Ông già ông diễn cả đoạn đường, ta cũng suýt bị ông lừa, nếu không phải ta cẩn thận thì thật sự bị ông lừa, để ông chiếm đoạt kho báu Lôi Vân một mình rồi. Huyết Lang nhìn đối phương bằng nét mặt lạnh nhạt và ánh mắt như chứa đựng băng giá. Đối phương thật là một diễn viên giỏi, vừa mới đến động phủ đã giả vờ vô tình chạm vào pho tượng trước cửa đá. Bây giờ nghĩ lại dáng vẻ hoảng sợ của đối phương mới thấy diễn quá là giống thật. Mấy cánh cửa đá tiếp theo, đối phương đều tỏ vẻ nôn nóng tiến lên. Thật ra là ông ta muốn hắn ta phân tâm, không để ý đến sự tồn tại của pho tượng. Thật sự suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi đã bị đối phương lừa rồi. Vào lúc hai bên chướng mắt nhau, dương cung bạt kiếm, đang chuẩn bị ra tay. Cánh cửa đá phía sau lại mở ra, một bóng người áo xanh xuất hiện trước mặt bọn họ. Lâm Nhất. Khi thấy rõ người này, Huyết Lang và lãnh bảo chủ đều giật mình. Không ngờ Lâm Nhất vẫn chưa chết. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cường giả Dương Huyền viên mãn đều chết dọc đường, một tiểu tử Dương Huyền đại thành như Lâm Nhất lại sống đến tận bây giờ, còn xuất hiện trong cung điện cuối cùng. Thật sự khiến người khác ngạc nhiên. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn bức bích họa trước mặt, trong lòng hiểu ra. Cung điện nhìn như không còn lối đi, nhưng bức bích họa này chính là cánh cửa, chỉ người có linh ấn tương ứng mới có thể mở ra. Lâm Nhất rót chân nguyên vào lòng bàn tay, ánh sáng lóe lên, một bức bích họa thanh long chậm rãi xuất hiện bên cạnh hai bức bích họa kia. Dường như hai vị không hoan nghênh tại hạ lắm. Thấy sắc mặt hai người thay đổi, Lâm Nhất nhẹ giọng nói. Ra tay. Trong mắt Huyết Lang và lãnh bảo chủ có sát khí hiện lên, bọn họ nhanh chóng ra quyết định. Với tính cách của hai người họ, kho báu Lôi Vân bị ép chia làm hai đã khó chấp nhận lắm rồi. Bây giờ lại có thêm một người nữa. Cho dù thế nào, Lâm Nhất này cũng phải chết. Nhìn thấy hai người muốn giết mình, Lâm Nhất cười nhạt, vẫn ung dung như lúc ban đầu. Cả Huyết Lang và lãnh bảo chủ của Tam Ưng Bảo đều là cường giả âm dương tiểu thành không tầm thường, mạnh hơn ba trưởng lão Lầu Huyết Phủ mà hắn đối phó trước đây nhiều. Đầu tiên, Huyết Lang có giáp Viêm Long, một đấu ba vẫn có thể chiếm lợi thế. Còn lãnh bảo chủ, ông ta vẫn luôn che giấu thực lực còn đáng sợ hơn đại trưởng lão ngoại môn của Lầu Huyết Phủ. Hai người họ dẫn đầu, còn có hai cường giả âm dương đợi thời cơ tấn công, tình thế khá bất lợi với Lâm Nhất. Đáng lý ra, bọn họ muốn giết chết một cường giả Dương Huyền cũng không cần tốn nhiều công sức như thế. Nhưng bây giờ Lâm Nhất đang nắm giữ một linh ấn, không cho Lâm Nhất có tư cách tiến vào khu vực trung tâm là thứ yếu, chủ yếu là phải cướp lấy linh ấn trong tay hắn. Đây mới là mục đích thật sự của bọn họ. Nhìn thấy hai người này đồng thời muốn tấn công, Lâm Nhất đảo mắt, xông về phía Huyết Lang. Tự tìm đường chết. Huyết Lang nở nụ cười dữ tợn, hắn ta nâng ta đánh mạnh tới một trường, ánh lửa trên người lóe lên như biển. Ầm ầm. Trường pháp của hắn ta vẫn cuồng bạo như trước, trên người có ánh lửa ngút trời, lúc trường mang sắp đánh trúng Lâm Nhất, hắn ta đột nhiên siết chặt năm ngón tay. Biến trưởng thành quyền. Biến ảo trông có vẻ đơn giản, nhưng lại rất cao siêu. Uy lực của trưởng yếu hơn của quyền, nhưng lại thuần túy hơn, khí thế hỏa diễm dao động dữ dội hơn. Quyền pháp nào cũng chú trọng bá đạo mạnh mẽ, chạm vào là nổ tung. Nhưng trong khi biến đổi, hắn ta lại kết hợp ưu thế của cả quyền và trưởng với nhau. Vào lúc hắn ta siết chặt tay, biển lửa mênh mông ngưng tụ thành một con Viêm Long. Tiếng rồng gầm vang lên, khiến đại điện trống rỗng không ngừng dao động. Đừng! Lãnh Hương Vân trốn ở phía xa sắc mặt tái nhợt, trong mắt là vẻ không đành lòng. Đến đây! Đối mặt với uy thế đáng sợ này, nét mặt Lâm Nhất vẫn rất lạnh nhạt, hoàn toàn không hề sợ hãi. Nếu hắn đã chủ động lựa chọn đối phương thì đương nhiên đã có tính toán từ trước, sẽ không đâm đầu vào chỗ chết. Phật môn thất sát ấn! Lâm Nhất hít sâu một hơi, một tay kết ấn,
sát khí trên người thoáng chốc dâng trào, mái tóc đen tung bay theo gió, giống như sát thần bước ra từ địa ngục. Sát ý thoáng chốc chất chồng trên người Lâm Nhất, khi chồng chất gấp 7 lần, sát ý đáng sợ như biến thành thực thể, dao động quanh người hắn. Phạm vi 100 mét xung quanh hắn lập tức biến thành một vùng sát khí, dù là cường giả như Huyết Lang cũng cảm thấy động tác của mình trở nên chậm chạp. Trách trời bất công. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, hắn giơ tay ra chiêu thứ nhất của thất sát quyền, hung hăng đánh tới. Ầm. Hai quyền mang va vào nhau trên không trung, trong tiếng vang động trời, Lâm Nhất mượn phản lực trong quyền mang của đối phương, người lóe lên như điện, thoáng chốc đã biến mất. Lãnh bảo chủ đánh tới từ bên trái chỉ đánh trúng không khí. Đợi đến khi nhìn thấy Lâm Nhất một lần nữa, đối phương đã xuyên qua hai vật cản, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khóe miệng của hắn có một giọt máu chảy ra, nhưng sắc mặt hắn vẫn hồng hào, trông có vẻ chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Cả đám người đều giật mình, hậu bối cảnh giới Dương Huyền Đại Thành đỡ một trưởng của Huyết Lang chẳng những không chết mà còn chỉ bị thương nhẹ, thật sự khó tưởng tượng nổi. Chặn hắn lại. Lãnh bảo chủ xoay người hét to, trong mắt lộ vẻ nóng nảy. Lâm Nhất không chết chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn lại người này mượn sức của Huyết Lang, đi qua sự cản trở của hai người. Hai bảo chủ còn lại của Tam Ưng Bảo hừ lạnh, hung hăng lao về phía Lâm Nhất. Hai người đã chuẩn bị để tấn công từ lâu, sát chiêu của cả hai đều nhanh chóng đánh ra, gần như trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Lâm Nhất, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc. Tuy đều là âm dương tiểu thành, nhưng hai người lại chênh lệch quá nhiều với hai người trước mặt. Thậm chí trưởng lão Lầu Huyết Vũ mà Lâm Nhất đánh bại trước đó còn mạnh hơn hai người này một chút. Một đòn mà bọn họ liên thủ có thể làm gì Lâm Nhất? Đánh trả lại là được. Thất sát quyền, chén rượu khó cạn, ai cạnh bên ta? Trên mặt Lâm Nhất lộ vẻ tàn nhẫn, hắn bay lên trời, liên tục đánh ra hai quyền. Trong nháy mắt, sát khí vô tận bao phủ trên người hắn, dưới sự tấn công của quyền pháp cấm kỵ này, sát khí cũng tựa như sóng dâng lên, cơn sóng sau cao hơn cơn sóng trước, không ngừng chồng lên nhau. Đau đớn, lạnh lẽo, run rẩy. Ý cảnh đáng sợ của thất sát quyền khiến Lâm Nhất hoàn toàn chiếm lợi thế về mặt khí thế, cũng khiến cho hai bảo chủ cảnh giới âm dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi sát chiêu của hai bên va chạm với nhau, một tình cảnh khó tin xuất hiện, hai người kia bị Lâm Nhất đánh bay trở về. Sao có thể? Trong mắt lãnh bảo chủ lộ vẻ ngạc nhiên, cảnh này còn khiến ông ta khiếp sợ hơn khi Lâm Nhất chặn được quyền mang của Huyết Lang khi nãy. Lâm Nhất chỉ có cảnh giới Dương Huyền Đại Thành lại có thể khiến hai cường giả âm Dương Tiểu Thành phải lùi lại. Trên bảng Long Vân thật sự không có tên của thiếu niên này sao? Lâm Nhất cong môi, hai tên vô dụng này mà hắn còn không thể áp đảo, thì thật sự có lỗi với khoảng thời gian tu luyện vất vả này rồi. Sau khi đáp xuống đất, hắn giẫm nhẹ mũi chân, người Lâm Nhất lóe lên, bay về phía bức bích họa Thanh Long. Vẫn chưa thật sự tiến vào khu vực trung tâm, Lâm Nhất không muốn để lộ quá nhiều lá bài tẩy, liều mạng với đám người này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.